Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Chương 2351. Trên thế gian này làm gì có chuyện tốt như vậy? Có cần tôi ném cho Âu Lục mấy người 500 quả bom hạt nhân rồi sau này lại quay ra công khai xin lỗi mấy người một tiếng không? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Kun bên dưới. Thấy Tiêu Chính Văn bừng bừng sát khí, Andre vội vàng trừng mắt nhìn Kun. Nếu như không phải nể mặt gia tộc thì Andre tuyệt đối sẽ không ra mặt cầu xin như vậy. Giống như cách ông ta trả lời Kun khi trước, tất cả chuyện này chẳng liên quan gì tới ông ta. Thế nhưng sáng sớm ngày hôm nay, tộc trưởng gia tộc đã đích thân tới tìm ông ta, bảo ông ta bất luận thế nào cũng phải nghĩ cách ngăn cản Tiêu Chính Văn lộng hành chém giết ở Âu Lục. Andre nặng nề thở dài, nói cậu Tiêu, rốt cuộc cậu muốn như thế nào thì mới vừa lòng. Chẳng thế nào hết, giết chết 3/4 người trong giới võ thuật của Âu Lục, hoặc bọn họ tự sát, hoặc là tôi giúp mấy người ra tay. Giọng nói của Tiêu Chính Văn hết sức lạnh lùng, không có chút đồng tình và thương xót nào. Nhân từ với quân địch chính là sự tàn nhẫn lớn nhất với bản thân mình. Nếu như đám người Âu Lục này đã không coi sự sống chết của nhân dân Hoa Quốc ra gì thì Tiêu Chính Văn sẽ chẳng bận tâm tới chuyện sống chết của người dân Âu Lục nữa. 3/4, đây đã là một con số hết sức công bằng rồi. Cậu Tiêu, vậy chúng tôi có thể, không thể. Không đợi Andre nói hết câu, Tiêu Chính Văn đã ngắt lời, nói Âu Lục không có tư cách ra điều kiện với tôi, hoặc là tự sát, hoặc là bị giết. Không có con đường thứ ba. Hơn nữa, sự kiên nhẫn của tôi cũng rất có hạn, không thể đợi dù chỉ là một khắc. Cảm nhận được thái độ bức ép của Tiêu Chính Văn, lúc này Andre cũng đã hiểu ra. Bất luận bản thân có nghĩ ra cách gì thì cũng chẳng thể lay chuyển được Tiêu Chính Văn. Được thôi, nếu đã như vậy thì tôi cũng hiểu rồi. Andre nghiến răng rồi đứng dậy từ trên mặt đất. Cùng lúc này, khí thế khắp người Andre cũng được bộc phát hết ra. Sức mạnh cực lớn của thiên thần chuẩn một sao bao trùm khắp khoảng trời một phương. Vào lúc gần như tất cả mọi người đều đang cho rằng Andre sẽ quyết đấu một trận sinh tử với Tiêu Chính Văn. Chỉ thấy Andre đột nhiên rút ra một thanh kiếm sắc bén ở bên hông, sau đó đột nhiên vung tay lên đâm thẳng mũi kiếm vào giữa ngực mình. Cùng với một tiếng vang rất lớn, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một tia sét thô dày xé rách cả màn đêm tĩnh lặng. Andre đã tự sát, lúc này. Ánh sáng khắp trời cứ thế tản ra, gần như chiếu sáng cả bầu trời đêm. Chương 2352. Andre đã biến toàn bộ thành tựu cả đời này của mình thành một tia sáng vô tận, dung hợp với biển sao trên trời. Ông ta cũng đang dùng phương thức này để báo ơn mảnh đất đã sinh ra và dưỡng dục ông ta. Dù sao ông ta cũng là cường giả ở cảnh giới thiên thần, việc biến những lĩnh hội của bản thân về đạo lý đất trời trở thành lời cầu chúc cho mảnh đất này. Đối với những người Âu Lục còn sống sau thảm kịch này mà nói thì Âu cũng là một lợi ích rất lớn. Không phải Andre không muốn phản kháng mà ông ta hiểu rõ hơn bất cứ ai, ở trước mặt Tiêu Chính Văn, ông ta căn bản không có khả năng giành chiến thắng. Nếu như ngoan cố chống đối đến cùng sẽ chỉ khiến cho Tiêu Chính Văn sử dụng thủ đoạn tàn độc hơn mà thôi. Khoảnh khắc này, cả Âu Lục đều vang lên những tiếng than khóc, vô số người đều đang rơi lệ vì Andre. Đồng thời cũng chẳng còn ai có thể bảo vệ cho Âu Lục được nữa. Cậu Tiêu, ông Andre đã tự sát đền tội rồi, xin cậu, Kun nhìn Andre chết dưới lưỡi kiếm thì cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Không thể, 3/4 đã là sự khoan nhượng lớn nhất dành cho mấy người rồi. Nói xong, anh giơ một tay lên chỉ trời, ánh sao cứ thế chiếu xuống. Tất cả những người trong giới võ thuật bị tia sáng màu bạc đó chiếu vào đều lập tức hóa thành cho bụi rồi tan biến vào giữa không trung, giống như bọn họ chưa từng tồn tại trên thế giới này. Sau đó, Tiêu Chính Văn chắp một tay sau lưng, đi về phía bắc, chính là hướng tiến thẳng tới Lý Tâm. Lúc này, cả thế giới đều trở nên yên tĩnh. Dù Andre đã tự sát để đền tội thì cũng không thể giúp cho Âu Lục tránh được kiếp nạn này. Ôi chao! Andre từng chi phối cục diện của hai lần đại chiến đã tự sát để đền tội trước mắt Tiêu Chính Văn nhưng vẫn không có được sự khoan nhượng của cậu ta. Xem ra lần này Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ khiến cả thế giới đều phải biết rằng Hoa Quốc không dễ động vào. Tổng số cường giả thương vong vì chuyện lần này cộng lại đã vượt quá mấy chục nghìn người rồi. Thế thì đã sao, ai bảo bọn họ có ý đồ tiêu diệt nước nhà người ta cơ chứ? Trên mạng. Không ít người từ các quốc gia khác nhau đang bàn tán sôi nổi về chuyện này. Đặc biệt là mấy nước nhỏ căn bản không có thế lực ở vùng ngoài lãnh thổ thì càng cảm thấy vui mừng vì chuyện lần này.
Ban đầu, bọn họ còn than vãn trước việc quốc gia mình không có cường giả nào có thể chạm được tới thành quả thắng lợi. Thế nhưng bây giờ, điều này ngược lại còn trở thành chuyện may mắn giúp cho họ có thể bảo toàn được quốc gia của mình. Chương 2353. Tiếp theo, nơi mà Tiêu Chính Văn muốn đến có lẽ là Lý Tâm. Mặc dù Lý Tâm chỉ là một đảo nhỏ, thế nhưng tìm hiểu kỹ thì đó còn là khởi nguồn của cả Âu Lục. Nghe nói tổ tiên của người Anglo chính là từ Lý Tâm đi tới Âu Lục. Không sai, thật ra Lý Tâm cũng có nền móng vững chắc, chuyến đi này của Tiêu Chính Văn chưa chắc sẽ thuận lợi đâu. Nghe nói Lý Tâm vẫn có một cường giả ở ẩn, tôi nghe nói người này đã có thực lực ở cảnh giới thiên thần địa cấp 3 sao rồi. Hừ, 3 sao, trong số cường giả vùng ngoài lãnh thổ không chỉ có mỗi một cường giả ở cảnh giới thiên thần địa cấp 3 sao. Kết quả thế nào? Không phải vẫn bị một mình Tiêu Chính Văn giết chết hết đó sao? Vô số cư dân mạng đều đang bàn luận sôi nổi về chuyến đi tới Lý Tâm của Tiêu Chính Văn. Lúc này, tại Long Kinh Hoa Quốc, thiên tử, có thể bảo Tiêu Chính Văn dừng tay lại không? Mấy thế lực lớn trên thế giới đều đã bị đánh bại, cục tức này của Hoa Quốc chúng ta cũng chút được kha khá rồi. Tần Vũ nhíu mày nói. Không phải định khiến số lượng cường giả trên toàn thế giới thật sự vơi đi một nửa đấy chứ? Mặc dù nước Hùng không thể bỏ qua, thế nhưng Lý Tâm cũng đáng hận như thế. Hơn 100 năm trước, bọn họ đã cho tàu chiến và đại bác của mình đến chèn ép chúng ta cắt đất dâng cho họ hơn 100 năm trời. Lần này cũng nên để Hoa Quốc chúng ta xả giận cho nở mày nở mặt đi chứ. Thiên tử trầm mặt, lạnh giọng nói. Dù Tiêu Chính Văn không đi thì thiên tử cũng đã viết xong chiếu thư. Dù có phải điều động hết vũ khí hạt nhân của Hoa Quốc thì cũng buộc phải dạy dỗ cho Lý Tâm một bài học tanh mùi máu. Có những người, có những quốc gia, không khiến họ cảm nhận được sự uy hiếp diệt quốc diệt chủng thì họ tuyệt đối sẽ không dừng lại. Từ lúc Hoa Quốc trở mình lớn mạnh tới nay chưa từng chủ động kích động một trận chiến tranh nào, nhưng các cường quốc trên thế giới lại cứ ôm ý đồ tiêu diệt Hoa Quốc. Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Chẳng qua là vì Hoa Quốc chưa từng đưa ngọn lửa chiến tranh tới lãnh thổ của họ. Chưa từng đối đãi với họ như cách mà họ đối đãi với Hoa Quốc. Mà lần này, thiên tử tuyệt đối sẽ không nhẫn nhịn nữa, nhất định phải ăn miếng trả miếng. Lúc này, các kênh truyền thông lớn của Lý Tâm gần như cùng lúc đăng lên một tin tức khiến cho cả thế giới phải chấn động. Cường giả số 1 Lý Tâm Hát Ly đã trở về. Hơn nữa, lần đầu tiên công bố với toàn thế giới thực lực của Hát Ly cảnh giới thiên thần địa cấp 3 sao. Ngay lập tức, ngay cả giới chính trị và dân chúng Hoa Quốc cũng đều đổ dồn ánh mắt về phía Lý Tâm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 2354. Vào giờ phút này, xung quanh Hán Cung ở Lý Tâm đã bị bao phủ bởi một màn sáng trắng xóa. Một luồng khí tức vô cùng mãnh liệt đang bảo vệ đất nước cổ xưa này. Quả thật, toàn bộ lịch sử của Phi Lục đều được làm giả, ngay cả văn nghệ phục hưng của Âu Lục cũng đều là kết tinh mấy ngàn năm văn hóa của Hoa Quốc. Nhưng không thể phủ nhận rằng Lý Tâm đúng thật là nơi sinh ra Âu Lục. Nơi này đã ẩn chứa quá nhiều bí mật, hơn nữa cũng có quá nhiều truyền thuyết cổ xưa và một số trận pháp lâu đời. Sở dĩ Hát Ly có thể đạt đến cảnh giới thiên thần 3 sao trước khi lão trăm tuổi là nhờ vào những bí mật cổ xưa này. Lần này, lão tràn đầy tự tin. Chỉ cần không phải là sáng thế chủ Hạo Thiên thì lão có thể bảo vệ an toàn cho Lý Tâm bằng thực lực của mình. Một tên Tiêu Chính Văn cảnh giới thiên thần 1 sao yếu ớt, lại có thể càn quét nhiều quốc gia lớn đứng đầu như vậy ư. Đúng là một tin lạ, điều này chỉ có thể chứng minh các cường giả trong nước đều trốn ở vùng ngoài lãnh thổ. Nếu không, một cảnh giới thiên thần 1 sao, sao có thể càn quét khắp thế giới? Lúc này, trong một nhà cao ốc ở Mỹ Lục, một chàng trai trẻ nhìn ông lão bên cạnh nói, ông nội, ông cho rằng trận chiến này của Tiêu Chính Văn có thể thắng không? Hắn là một trong những người thừa kế sau này của gia tộc Roger. Gia tộc này luôn nắm quyền điều hành một nửa đất nước của Mỹ Lục. Nhưng so với gia tộc đầu tiên thì còn có một khoảng cách khá lớn. Cho dù là vậy, gia tộc đầu tiên cũng bị Tiêu Chính Văn tiện tay hủy diệt chỉ vì đứng nhầm đội. Ở Mỹ Lục, giây tiếp theo sẽ là khoảnh khắc tỏa sáng của gia tộc Roger. Có thể khiến gia tộc Roger bước lên đỉnh cao thế giới hay không, còn phải xem tiếp theo sau bọn họ có đứng đúng đội hay không. Đôi khi sự lựa chọn vượt xa hơn sự cố gắng. Thanh niên mở lời tên là Billy. Mặc dù hắn rất coi trọng bản thân,
nhưng lại cảm thấy sâu sắc rằng giữa bản thân hắn và Tiêu Chính Văn quả thật là sự khác nhau một trời một vực. Cho dù hắn thông minh đến đâu, cho dù hắn có bao nhiêu tài sản thì Tiêu Chính Văn mãi mãi là người mà hắn không cách nào có thể sánh kịp. Thật khó để biết được thắng thua của trận chiến này, Lý Tâm luôn khiêm tốn suốt bao nhiêu năm nay, đó là cựu bá chủ của thế giới, chẳng lẽ cháu không cảm thấy kỳ lạ sao? Ông lão nheo mắt lại nói. Ngay tại lúc này, mạng lưới tin tức về gia tộc Roger ở Lý Tâm nhanh chóng gửi về một tin tức. Hartley đã trở lại Hán Cung. Ông nội, theo tình báo đáng tin cậy cho biết, Hartley sẽ sớm bước vào cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao rồi, với một cao thủ như lão, Tiêu Chính Văn còn có thể thắng không? Billy liếc nhìn tình báo, khẽ cau mày hỏi. Chương 2355. Dù Hartley có trở lại Hán Cung hay không, ông cũng tin vào Tiêu Chính Văn. Nếu như lần này chúng ta lại chọn sai đội, e rằng sẽ càng thê thảm hơn so với gia tộc đầu tiên. Nói đến đây, ông lão khẽ thở dài. Nhưng cháu lại cảm thấy tỷ lệ thắng của Hartley sẽ cao hơn một chút, suy cho cùng cường giả vùng ngoài lãnh thổ hay những cường giả cảnh giới thiên thần của Hoa Quốc trước đây cũng chưa đạt đến tầm cao như Hartley. Billy hơi khó hiểu hỏi. Hắn thật sự không hiểu, sao ông nội của mình lại xem trọng một thanh niên đến từ Hoa Quốc như Tiêu Chính Văn. Thật ra, cho dù Tiêu Chính Văn có thắng hay thua trong trận chiến này, anh cũng sẽ trở thành thần tượng của cả giới trẻ trên thế giới. Chiến tích của anh thật sự quá chói mắt. Ngay cả những nhân vật lớn có tiếng tăm trong lịch sử cũng trở nên thật nhỏ bé so với Tiêu Chính Văn. Cháu chỉ biết rằng Hartley không đơn giản, nhưng Tiêu Chính Văn là một nhân vật đơn giản sao? Sao cháu không thử nghĩ xem, ai có thể đạt đến cảnh giới thiên thần ở độ tuổi mới hơn 20 chứ? Không tính đến điều đó, với thực lực của thiên thần một sao của cậu ta bị các cường giả cảnh giới thiên thần hai sao trở lên vây đánh nhiều lần, nhưng vẫn có thể sống đến bây giờ, điều này không phải là một kỳ tích sao? Nhớ lời của ông, thế giới này không tin vào kỳ tích. Những gì cháu thấy đều là minh chứng cho sức mạnh, ông lão vô cùng tự tin nói. Tuy rằng lão không phải là người trong võ đạo, cũng không có hứng thú lắm với võ đạo. Nhưng võ đạo vốn là một con đường không cho phép một chút may rủi nào. Bất cứ người nào cũng không thể dựa vào may mắn để chiến thắng một đối thủ mạnh hơn mình rất nhiều. Còn Tiêu Chính Văn thì thắng mọi trận chiến, điều này cho thấy sức mạnh của anh vượt xa hơn nhiều so với đối thủ của anh. Nhưng những đối thủ ấy lại bởi vì tuổi tác của anh mà xem thường thiên tài trẻ tuổi này. Quả thật Hartley đã nắm được rất nhiều bí mật của Lý Tâm, nhưng Tiêu Chính Văn thì đơn giản sao? Thiên Sơn Thư Lục của Hoa Quốc cũng là một cuốn di tích cổ bí mật được ghi chép hàng ngàn năm hay thậm chí hàng vạn năm trước. So với lịch sử lâu đời, 10 nước Lý Tâm cũng không thể so với Hoa Quốc. Có thể nói rằng người Hoa Quốc đã ăn mặc đẹp, có thể nấu đủ loại món ăn ngon, còn những người trên đảo ở Lý Tâm thì vẫn đang ăn tươi nuốt sống, ăn lông ở lỗ. Đây chính là sự khác biệt. Ông nội, cháu rất muốn biết tại sao ông lại xem trọng anh ta như vậy. Billy khó hiểu hỏi. Ông lão cười nhạt và mở một đoạn video ngắn, là lúc Sáng Thế Chủ Hạo Thiên xuất hiện. Người có thể gây chấn động đến Sáng Thế Chủ Hạo Thiên sẽ là một nhân vật nhỏ sao? Sáng Thế Chủ Hạo Thiên không xuất hiện một cách tùy tiện, mà cụ ta lại đích thân xuất hiện bởi vì người này, điều này có nghĩa gì? Ông lão thờ ơ nói. Billy không khỏi cau mày. Chương 2356. Khó trách Tiêu Chính Văn có thể càn quét các cường giả vùng ngoài lãnh thổ. Nói không chừng bên trong có bóng dáng của Sáng Thế Chủ Hạo Thiên. Ít nhất, Sáng Thế Chủ Hạo Thiên chắc chắn đã từng trợ giúp Tiêu Chính Văn. Cháu có biết Sáng Thế Chủ Hạo Thiên là nhân vật như thế nào không? Ngay cả nhiều cường giả ngoài lãnh thổ khi thấy cụ ta cũng phải hết sức kính sợ, nghe nói cụ ta là người có thực lực mạnh nhất trên thế giới hiện nay. Nhưng cho dù những lời đồn này là thật hay giả, ông tin rằng, nó không phải là không có căn cứ. Còn nữa, trong di tích của Long Tộc có lẽ Tiêu Chính Văn chính là người duy nhất có hy vọng tiến vào đó, cho dù lần này, cậu ta thật sự không thắng thì Sáng Thế Chủ Hạo Thiên cũng tuyệt đối không để cậu ta chết trong tay Hartley. Nói đến đây, sắc mặt ông lão càng tự tin thêm vài phần. Với tầm hiểu biết của lão về thế giới này và lòng người, nếu Hạo Thiên đã có thể ra tay một lần thì chắc chắn sẽ ra tay lần thứ hai. Ít nhất cho đến khi bí mật về di tích Long Tộc bị bại lộ. Cụ ta sẽ không ngồi nhìn Tiêu Chính Văn chết trẻ như vậy. Ông nội, ý ông là phái Quang Minh. Billy không thể tin vào tai mình. Tiêu Chính Văn và Hạo Thiên đã từng có một cuộc chiến lớn,
Phái Quang Minh còn ủng hộ Tiêu Chính Văn sao? Cháu quá nông cạn, Phái Quang Minh trước giờ đều không phải là tổng thể, hơn nữa cũng không cố định, gì mà thập tôn Quang Minh, gì mà lục tôn Hạo Thiên, người thật sự tối cao nhất chỉ có một mình sáng thế chủ Hạo Thiên. Billy nghe vậy cũng không hướng mắt nhìn về Hán Cung xa xôi. Không chỉ có bọn họ mà ánh mắt của cả thế giới gần như đều tập trung vào Lý Tâm. Bất kể kết quả của trận chiến này như thế nào, Tiêu Chính Văn cũng sẽ trở thành người đàn ông nổi bật nhất trên toàn thế giới. Giờ phút này, phía trên Hán Cung nổi lên cơn gió mạnh với những đám mây đen ùn ùn kéo đến. Từng luồng ánh sáng càng tỏa ra càng chói mắt. Cùng lúc đó, bảy ngôi sao Bắc Đẩu, sao Phá Quân và sao Tham Lang trên bầu trời cũng càng rực rỡ hơn. Từng ánh sao màu bạc đều đang tập trung về phía Lý Tâm. Một thanh niên với mái tóc dài bồng bềnh chậm rãi bay lên bầu trời Hán Cung. Ngay khi Tiêu Chính Văn xuất hiện thì đồng thời bên trong Hán Cung, một giọng nói giả nua đột nhiên vang lên, Tiêu Chính Văn. Chúng ta dừng lại ở đây thôi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Nếu không, hôm nay cậu nhất định sẽ chịu nhục nhã vì chuyện này. Giọng nói giả nua này vô cùng uy nghiêm. Gần như tất cả những người trên đảo của cả Lý Tâm đều quỳ xuống cùng một lúc. Nếu như tôi cứ nói không thì sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn về phía Hán Cung. Hừ, cậu cho rằng cậu thắng được những người từ vùng ngoài lãnh thổ trở về thì có thể thắng được tôi sao? Cậu còn quá non nớt, giọng nói khinh thường của ông lão truyền tới. Tiêu Chính Văn cười khẩy, ngay sau đó vung tay lên, con dao quân đội năm cạnh lập tức bay ra ngoài. Một tia sáng cầu vồng bắn thẳng về tấm chắn bảo vệ khổng lồ màu trắng. Cú đánh này có khí thế bừng bừng, thậm chí có tiếng ầm ầm vang dội trên bầu trời. Cậu muốn chết hả? Hartley lúc này không hề giấu giếm thực lực, khí tức cường giả cảnh giới thiên thần địa cấp 3 sao của lão bùng nổ trọn vẹn. Cả bầu trời phía trên của Hán Cung, một vòng xoáy được tạo thành từ một đám mây lớn màu tím đột nhiên xuất hiện. Chương 2357. Chỉ thấy quanh người Hartley cũng phát ra từng luồng điện màu tím. Ánh điện chiếu vào người khiến lão gần như trở nên trong suốt. Lão đã cho Tiêu Chính Văn cơ hội chạy thoát nhưng nếu Tiêu Chính Văn đã u mê không chịu tỉnh thì cứ dứt khoát chiến thôi. Lão nghĩ mặc dù Tiêu Chính Văn có thực lực mạnh mẽ ở Hoa Quốc, có thể một mình đánh với mười mấy cường giả cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao, nhưng nếu so với một người lão làng như lão thì vẫn còn cách biệt rất lớn. Chỉ tính riêng về thời gian, Hartley không chỉ hơn Tiêu Chính Văn 1-2 cấp bậc về cấp bậc trận pháp. Vì chưa từng đánh nhau, thế nên Hartley tất nhiên sẽ cho rằng Tiêu Chính Văn vẫn còn đang sử dụng tầng thấp của từ trường vũ trụ. Đối thủ như thế dù có là cảnh giới thiên thần mấy sao cũng không đáng nhắc đến. Lúc này đối mặt với con dao quân đội năm cạnh của Tiêu Chính Văn, Hartley không suy nghĩ đã vùng nắm đấm lên muốn đấu với con dao quân đội năm cạnh bằng nắm đấm. Có thể thấy Hartley tự tin thế nào. Chỉ trong thoáng chốc, tiếng sấm sét vang lên liên tục trên bầu trời, hơn nữa hơi thở mạnh mẽ cuồn cuộn lao lên trời. Ầm ầm ầm, lúc này bầu trời của cả Lý Tâm như bị nứt toác ra. Từng tia sấm cực lớn xuyên thủng cả bầu trời đêm. Đây là thiên thần hạ phàm sao? Lẽ nào đảo Lý Tâm chúng ta sắp bị dìm chết? Hình như xảy ra sóng thần, mọi người nhìn nước biển đi. Những người sống ở gần biển thấy nước biển cuồn cuộn dâng lên thì lộ ra vẻ hoảng hốt. Sức mạnh này quả là đáng sợ. Không chỉ con người mà ngay cả động vật trong rừng rậm cũng đều chạy trốn. Trước đây khi các cường giả thiên thần đánh nhau cũng sẽ kiềm chế lại, không giải phóng hết sức mạnh của mình, để tránh làm người vô tội bị thương, sẽ bị người của Hiệp hội Võ thuật Quốc tế truy hỏi. Nhưng bây giờ thì khác, Tiêu Chính Văn đã quét sạch nhiều nước như thế. Hiệp hội Võ thuật Thế giới lại nhắm mắt làm ngơ chứng tỏ Hiệp hội Võ thuật Thế giới đã không quan tâm đến chuyện này. Trong tình hình này, tất nhiên Hartley cũng sẽ không kiềm chế lại. Cú đấm của Hartley đánh thẳng trực diện vào con dao quân đội năm cạnh của Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn không khỏi gật đầu, mặc dù con dao quân đội năm cạnh của anh không phải là thần binh gì nhưng có thể mạnh như thần binh. Người có thể đỡ được đòn tấn công này của anh không nhiều. Dù là cường giả ngoài lãnh thổ bị con dao quân đội năm cạnh của anh đâm một nhát cũng chết chắc. Nhưng Hartley lại đỡ được. Lúc này Hartley kiêu ngạo đứng trên không trung, quanh người liên tục phát ra ánh điện như thể thần thật giáng trần. Mọi thứ xung quanh như hòa cùng một thể với Hartley, ngay cả lá cây trên cành cũng phát ra điện quang kỳ lạ. Chương 2358.
Tiêu Chính Văn, cậu tự tin quá đấy, có những người không phải là người cậu có thể chọc vào đâu. Hôm nay, tôi phải lấy máu của cậu để tế kiếm. Nói rồi, một thanh kiếm dài kết cấu đơn giản bay thẳng từ Hán Cung lên trời bị Hát Ly siết chặt trong lòng bàn tay. Giọng nói của Hát Ly truyền ra xa hàng trăm cây số, cả Âu Lục đều có thể nghe rõ tiếng của lão. Chỉ một câu mà đã có uy lực như thế, có thể thấy thực lực của Hát Ly mạnh đến mức nào. Hơn nữa còn chưa dứt lời, Hát Ly đã giơ kiếm đánh tới. Lão vung kiếm lên, bầu trời liên tục phát ra tiếng sấm, như thể ngay cả đất trời này cũng đang trợ sức cho lão. Thấy một luồng sáng màu tím như bể nước chém về phía mình, Tiêu Chính Văn bèn rút kiếm Tần Vương ra. Ngay khi kiếm Tần Vương vừa ra khỏi vỏ, có một luồng hơi thở quân vương giáng trần bao phủ lấy cả bầu trời Âu Lục. Thanh kiếm này của tôi cũng rất thích uống máu. Dứt lời, Tiêu Chính Văn cũng vung kiếm ra. Một tiếng động cực lớn, kinh thiên động địa vang lên, bầu trời phát ra âm thanh rúng động như thể sắp nứt ra làm đôi. Ngay cả nước biển bên dưới cũng dâng trào theo âm thanh này. Cậu là người đầu tiên có thể đỡ được kiếm của tôi, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Mặc dù Hát Ly hơi bất ngờ, Tiêu Chính Văn còn trẻ như thế mà đã có thể đỡ được nhát kiếm của lão. Nhưng điều này không hề ảnh hưởng gì đến lòng tin của Hát Ly có thể chém chết Tiêu Chính Văn, chỉ mới một kiếm mà thôi, không đáng ngại. Sau đó chỉ thấy bóng dáng Hát Ly nhanh như chớp lần nữa đánh về phía Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn vẫn điềm nhiên mỉm cười, vung kiếm lên. Sau đó vô số bóng kiếm bao quanh lấy hai người. Lúc này rất nhiều người nhìn về phía bầu trời bằng kính viễn vọng chỉ có thể nhìn thấy hai luồng ánh sáng trắng đang giao đấu với nhau, nhưng không nhìn thấy người. Chỉ thoáng chốc hai người ở trên không trung đánh được hơn vài trăm chiêu. Từ lúc đột phá cảnh giới thiên thần, đây là lần đầu tiên Tiêu Chính Văn đánh hơn 100 chiêu với một người. Thế có thể thấy, Hát Ly mới xứng đáng là người đứng đầu của Âu Lục. Cho đến khi hai người dừng lại, lần nữa đứng tách ra trong không trung, Hát Ly không khỏi lộ ra vẻ khinh thường. Xem ra cậu vẫn cách biệt khá lớn với những gì mọi người nói, nếu cậu chỉ có chút bản lĩnh này thì từ nay về sau, trên thế giới này sẽ không có người tên Tiêu Chính Văn, cũng sẽ không còn Hoa Quốc nữa. Trải qua đợt quyết đấu vừa rồi, Hát Ly đã có thể khẳng định. Chương 2359. Hiện giờ Tiêu Chính Văn vẫn còn ở tầng cấp bậc chưa sâu trong việc lĩnh hội trận pháp. Trước đó sở dĩ anh có thể thuận lợi giết chết cao thủ cảnh giới thiên thần chắc chắn là do may mắn. Nhưng may mắn sẽ không đi theo một người suốt đời, hôm nay Hát Ly lão sẽ kết thúc may mắn của Tiêu Chính Văn. Sấm sét, một tay Hát Ly giơ kiếm lên chỉ vào không trung. Một tiếng động kinh thiên động địa vang lên, một luồng sấm chớp màu tím chiếu vào thân kiếm. Chỉ thấy trên luồng sấm chớp màu tím đó tiếp giáp với tầng mây, còn đầu kia thì đã chìm vào thanh kiếm dài trong tay Hát Ly. Cảnh tượng này khiến người dân Lý Tâm bên dưới đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Quả nhiên là cường giả Lý Tâm rất khác với mọi người. Đây quả thật là uy thế của thiên thần. Tiêu Chính Văn khá đáng thương và nhỏ bé dưới uy thế cấp bậc này. Hừ, mới lúc nãy thôi tên Tiêu Chính Văn này còn giết 3/4 người của võ thuật Âu Lục. Bây giờ cũng đến lượt anh ta rồi. Đúng thế, giết hắn đi. Đừng nương tay, giết Tiêu Chính Văn, sau đó tiêu diệt Hoa Quốc. Người Lý Tâm bên dưới đồng loạt cất cao giọng nói, trong mắt đều chứa đầy sự phấn khích và kích động. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tiêu Chính Văn cũng khẽ gật đầu. Tên Hát Ly này có chút bản lĩnh, trong Thiên Sơn Thư Lục cũng có ghi chép về trận pháp khống chế sấm sét, nhưng không tuyệt diệu như cái Hát Ly triển khai. Sấm chớp trong tay lão cứ như một sợi dây ngoan ngoãn để mặc lão bầy bố. Chứng tỏ Hát Ly đã vô cùng thành thạo trận pháp khống chế sấm sét này rồi. Chịu chết đi, Hát Ly hét lên một tiếng, vô số ánh điện màu tím đánh ra. Lúc này bầu trời như thể bị chia làm hai phần, cả Hán Cung đều tràn ngập trong ánh sáng màu tím. Trời ạ, Lý Tâm quả nhiên cất giấu cao thủ lánh đời. Không ít người sống sót của Âu Lục đều có cùng suy nghĩ này. Cách đó khá xa, sáng thế chủ Hạo Thiên và Tiêu Long cũng đang nhìn về hướng Lý Tâm. Tiêu Long, ông nói xem trong hai người họ ai sẽ thắng. Hạo Thiên bình tĩnh hỏi. Tiêu Long lắc đầu nói, e rằng khó nói, Hát Ly không giống những cường giả Âu Lục khác, ông ta là nhân vật ở ẩn từ mấy trăm năm trước đến nay.
Nói cách khác, không có ông ta thì không có sự thống trị của Lý Tâm mấy trăm năm, sẽ không có đế quốc Lý Tâm. 2. Thời thế thay đổi rồi. Hạo Thiên lắc đầu, sau đó xoay người chậm rãi bước lên đài sen, nhắm mắt nghỉ ngơi. Chương 2360. Lúc này thấy vô số sấm chớp màu tím lần lượt đánh về phía mình từ cách hướng khác nhau, Tiêu Chính Văn cũng phải nghiêm túc lại. Chỉ thấy Tiêu Chính Văn giơ tay lên, một màn sáng màu vàng bao phủ lấy anh. Ngay sau đó, một tiếng ầm ầm vang lên, trên màn sáng màu vàng đó xuất hiện vết nứt. Nhưng ngay sau đó vô số tia chớp màu tím đó biến mất không tung tích. Nhìn thấy cảnh tượng này, Hartley cũng không khỏi sửng sốt. Cảm giác cứ như một đi không trở lại, Hartley lần đầu cảm nhận được cảm giác này. Nhưng lão cũng nhìn thấy vết nứt trên màn sáng màu vàng đó. Điều này chứng tỏ mặc dù Tiêu Chính Văn dùng đến trận pháp đặc biệt để né được đòn tấn công, nhưng phòng vệ của anh cũng đã đến mức gần sụp đổ. Hừ, cậu khiến tôi rất bất ngờ, tôi muốn xem cậu còn có thể đỡ được mấy chiêu. Nói rồi Hartley lại vung kiếm lên. Lần này sấm chớp màu tím trên bầu trời to lớn gấp mấy lần, thậm chí ngay cả hư không cũng bị bóp méo. Lạch cạch, Hartley dùng sức đánh một đòn về phía Tiêu Chính Văn, vết nứt trên màn sáng đó dường như đang có dấu hiệu lớn hơn. Mặc dù đòn tấn công này lại đi vào trong màn sáng màu vàng, cũng biến mất vào trong đó. Nhưng Hartley tin chắc cùng lắm đánh thêm vài chiêu nữa, trận pháp phòng ngự bảo vệ Tiêu Chính Văn này sẽ hoàn toàn sụp đổ. Mỗi đòn tấn công của lão đều chấn động trời đất, mỗi chiêu đều bộc phát điện quang màu tím đáng sợ. Đến cuối cùng sấm chớp màu tím đó đã trở thành màu đen. Tất cả mọi người ở Âu Lục đều run rẩy, nhiều người đều quỳ xuống với lòng kính cẩn. Lúc này Hartley lại càng đánh càng hăng, hơi thở quanh người che phủ cả Âu Lục. Có thể sánh ngang với thiên thần giáng trần. Thấy vết nứt đó đã rộng khoảng lòng bàn tay, Hartley nở nụ cười trêu tức. Tiêu Chính Văn, đến đây thôi. Mạng sống của cậu sẽ kết thúc tại đây. Hartley hừ một tiếng, sau đó lại giơ kiếm lên. Trong không trung đồng thời xuất hiện mấy chục sấm chớp màu tím. Vây chặt Tiêu Chính Văn vào trong điện quang như thể cầm tù. Thiên tinh cửu diệu của cậu đâu? Chẳng phải cậu rất kiêu ngạo sao? Như thế thì để hiện thực chứng minh ánh sáng ngôi sao của cậu là đẳng cấp hay sấm sét của tôi có thể che lấp cả thế giới. Sấm sét giam cầm chính là kỹ năng tuyệt nhất của Hartley. Trong suốt thời gian dài đằng đẵng, Hartley đã dùng trận pháp này để giết chết vô số cường giả. Bản thân lão cũng vì chiêu này mà có danh tiếng ở Âu Lục. Trông có vẻ khá tráng lệ nhưng không biết uy lực thế nào. Tiêu Chính Văn lạnh nhạt nói. Chương 2361. Lúc này giọng điệu Tiêu Chính Văn cực kỳ bình tĩnh như thể không có bất kỳ cảm giác nguy hiểm nào. Hừ, không lâu nữa cậu sẽ biết thôi. Hartley cười gằn giơ thanh kiếm dài trong tay lên, vô số sấm sét màu tím lấy thanh kiếm dài của ông ta làm trung tâm bỗng đánh về phía Tiêu Chính Văn. 2. Xem ra nhận biết của ông vẫn chưa đến đâu cả. Tiêu Chính Văn vừa nói thế, khí thế cả người bỗng thay đổi. Màn sáng màu vàng cực lớn đó bỗng lóe lên luồng ánh sáng nhỏ. Tất cả vết nứt trước đó bỗng biến mất. Hoa quốc tôi từ xưa đã có thần long giả, phủ thiên địa, uy vạn vật, sao có thể là thứ mà mấy luồng sấm sét nhỏ bé này có thể so sánh được. Vừa dứt lời một tiếng rồng gầm vang vọng khắp cả trời đất. Chỉ thấy một con rồng cực lớn màu vàng bay ra từ trong màn sáng vàng đó. Gừ, tiếng rồng vang lên. Những người Âu Lục bên dưới đều không khỏi quỳ rạp xuống. Đây là áp chế huyết mạch tự nhiên. Rồng là vua của vạn vật, được tạo ra từ linh khí trời đất, uy lực mạnh mẽ khắp bốn biển. Đâu phải là thứ con người có thể chống đỡ được. Hừ, chẳng qua chỉ là thủ đoạn của Hoa Quốc các cậu thôi. Rồng chẳng hề tồn tại trên thế giới này, chỉ có thần mà thôi. Mặt Hartley lộ vẻ hung dữ, phát ra tiếng hét kinh thiên động địa. Sau khi Hartley hét lên, mấy chục luồng sấm sét màu tím chiếu đến càng chói mắt hơn. Cậu đúng là không tầm thường, nhưng tiếc là người cậu gặp là tôi. Hôm nay cậu chỉ có chết thôi. Sấm chớp màu tím bắt đầu đánh tới chỗ Tiêu Chính Văn. Khi vô số tia chớp đó hợp lại một chỗ, cơ thể Tiêu Chính Văn cũng biến thành cát bụi. Chiêu này không chỉ là đòn áp chế tâm lý cực mạnh với đối thủ mà còn là sự dằn vặt vô hình.
khiến đối thủ trơ mắt nhìn mình bị vô số tia chớp hóa thành cát bụi nhưng không thể làm gì được. Đây không chỉ khiến đối thủ tuyệt vọng mà còn khiến đối thủ chết trong sự đau đớn vô tận. Hartley muốn dùng cách tàn nhẫn này để giày vò Tiêu Chính Văn. Cũng chỉ có như thế mới có thể xóa sạch tội lỗi mà Tiêu Chính Văn đã gây ra ở Âu Lục. Tiêu Chính Văn có thể không nhìn ra ý đồ tàn nhẫn của Hartley được sao? Anh lắc đầu nói, xem ra ông vẫn chưa hiểu, tôi đã nói rất rõ rồi, nhận thức của ông cũng có thể dừng lại ở đây thôi. Với tôi tia chớp này cũng chỉ có thế. Hôm nay tôi sẽ cho ông mở mang kiến thức về uy lực của rồng thật sự. Nói rồi Tiêu Chính Văn bỗng giơ nắm đấm lên. Gừ, Tiêu Chính Văn vừa ra đòn, rồng vàng trong không trung phát ra tiếng kêu kinh thiên động địa, sau đó lao thẳng lên trời. Rồi lại lao thẳng xuống chỗ Hartley với tốc độ cực nhanh. Lực va chạm cực mạnh khiến mặt đất bên dưới cũng lún sâu mấy chục mét. Trong không trung, ánh sao rực rỡ, 9 ngôi sao sáng rực nằm trên bầu trời đêm. Một luồng sức mạnh vô cùng mãnh liệt bao trùm lấy cả Lý Tâm. Cùng chính lúc này vầng trăng sáng trên bầu trời bỗng chốc mất đi hình dạng, vô số ánh sao cũng biến mất vào giờ khắc này. Chương 2362. Cảnh tượng kỳ lạ này khiến Hartley cũng sửng sốt. Đây là sức mạnh đáng sợ ở mức nào? Lão chỉ mới thấy được sức mạnh này ở một người, đó là sáng chủ Thế Hạo Thiên. Mà sức mạnh này là thứ lão không thể tưởng tượng được, càng không thể mong muốn đạt được. Thực lực của lão rõ ràng rất bé nhỏ khi đối mặt với sức mạnh này. Hiện tượng kỳ lạ bỗng xuất hiện, vô số tia chớp màu tím lập tức biến mất, Hartley phun ra một ngụm máu. Tia chớp của lão thế mà bị phá hủy. Chỉ thấy Tiêu Chính Văn tiến một bước ra khỏi màn sáng màu vàng đó. Sau đó 9 ngôi sao cực kỳ chói mắt kia phát ra ánh sáng vô cùng rực rỡ. Một tiếng động vang lên, 9 ngôi sao sáng rỡ đó cùng phát ra ánh sáng hủy diệt cả trời đất. Tiêu Chính Văn, cậu dám, nơi này là nơi bắt nguồn của cả Âu Lục, cậu dám hủy hết mọi thứ ở đây. Mẹ nó, khi cường giả ngoài lãnh thổ quay về, cậu chắc chắn sẽ không toàn mạng. Hartley tức giận quát lên. Vì lão không chỉ cảm nhận được hơi thở của sự chết chóc, mà Tiêu Chính Văn đang sử dụng sức mạnh của sao trời để hủy diệt Lý Tâm. Lý Tâm là vùng đất nào cơ chứ? Trước tiên không nói tất cả người Âu Lục đều là người dân di cư từ Lý Tâm. Chỉ riêng bí mật ẩn giấu ở đây thì đã là di sản lớn nhất của cả Âu Lục. Hơn nữa một khi Lý Tâm chìm xuống cũng đồng nghĩa với việc Âu Lục đã bị Hoa Quốc dẫm đạp dưới chân. Từ mấy trăm năm trước, Âu Lục bỗng vực dậy, đã phải chịu uất ức như vậy khi nào đâu. Lão nghĩ sau này Âu Lục chắc chắn sẽ thống trị thế giới. Mà hành động của Tiêu Chính Văn lại muốn hủy diệt giấc mơ của tất cả người Âu Lục. Ông không phải là người đầu tiên nói những lời này. Trong mắt tôi Lý Tâm chẳng qua chỉ là một con kiến bé nhỏ. Trong lòng tôi, mạng sống của người dân Âu Lục không hề đáng giá. Trên thế giới này chưa từng có Lý Tâm. Vừa dứt lời, chỉ thấy ngôi sao sáng chói bắn về phía mặt đất như hàng trăm triệu mũi tên sắc nhọn được tạo thành từ tia LED. Cả Lý Tâm liên tục phát ra tiếng kêu thảm thiết và tiếng nổ. Khoảnh khắc này cả Âu Lục đều kinh ngạc đến ngây người. Tiêu Chính Văn, cậu nhất định sẽ phải trả giá đắt. Người Âu Lục chúng tôi mới là chủ của thế giới này, chúng tôi mới là người xuất sắc nhất. Cho đến giây phút lâm chung, Hartley vẫn đang ngẩng đầu lên trời tức giận nói. Tiếc là trong mắt tôi mạng sống của người Âu Lục như cỏ rác vậy. Nói xong, một tay Tiêu Chính Văn đè xuống. Ánh sao đó bỗng lớn hơn mấy nghìn lần. Cả Lý Tâm đều bị ánh sao màu bạc trắng bao phủ. Hartley còn chưa kịp kêu lên một tiếng đã bị vô số luồng sáng màu trắng xuyên thấu qua cơ thể, chỉ trong thoáng chốc đã biến thành cát bụi. Lúc này cả thế giới đều chấn động. Đảo Lý Tâm hoàn toàn trở thành đảo hoang, nhà cửa, con người trên đó đều bị hủy diệt hoàn toàn. Mặt đất đã nhuộm đỏ một màu máu, thứ chảy trên sống không còn là nước mà là máu. Chỉ có số ít những người trốn trong hang động dưới đất hoặc hầm ẩn trú với may mắn thoát nạn. Lúc này tên của Tiêu Chính Văn bỗng chốc vang khắp thế giới. Chương 2363. Nhìn thấy cả Lý Tâm hóa thành hoang mạc, ngay cả lãnh đạo cấp cao bên phía Mễ Quốc cũng sợ tới mức ngây ngẩn. Tính cả Lý Tâm, gần như những thế lực lớn trên thế giới đều đã bị Tiêu Chính Văn tàn sát hết một lượt. Mà bên phía nước Hùng còn thảm hơn.
thủ đô bị quân Phá Long đánh chiếm, tất cả mọi người trong thành phố đều bị giết sạch. Sĩ quan chỉ huy bên phía Hoa Quốc còn công khai lên tiếng ngay trước mặt giới truyền thông toàn thế giới. Hoa Quốc đã nhún nhường nước Hùng rất lâu, thế nhưng nước Hùng lúc nào cũng có ý đồ muốn thôn tính lãnh thổ Hoa Quốc. Bây giờ, tiêu diệt nước Hùng chỉ là lời cảnh cáo với toàn thế giới, kẻ nào dám xâm phạm tới Hoa Quốc, xa mấy cũng giết không tha. Ở bờ biển phía Tây Mễ Quốc, một đội quân tinh nhuệ của Hoa Quốc đã đánh giết tới với tốc độ nhanh nhất. Mễ Quốc rất có khả năng sẽ có vận mệnh y như nước Hùng. Mà người đề xướng nên tất cả chỉ có một mình Tiêu Chính Văn. Một mình hắn sao có thể khiến cho cả thế giới phải run sợ. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho hắn điên cuồng như thế thêm nữa. Một người đàn ông trung niên ngồi ngay chính giữa liếc nhìn người thanh niên vừa mới lên tiếng, khẽ lắc đầu, quay đầu nói với thư ký, bên phía Hoa Quốc đã trả lời chưa? Rồi ạ, thiên tử Hoa Quốc truyền lệnh, nếu chúng ta muốn đánh thì họ sẽ đánh. Nghe thấy lời này, người đàn ông trung niên ngồi chính giữa không khỏi hít sâu, toàn thân ớn lạnh. Cả trăm năm nay, đây mới là lần đầu tiên Hoa Quốc tỏ thái độ cứng rắn như thế. Đây cũng là một tín hiệu truyền tới cho mọi người, Hoa Quốc luôn nhẫn nhịn mọi chuyện, luôn coi trọng đại cục khi trước đã không còn tồn tại nữa rồi. Hoa Quốc ngày hôm nay đã trở lại trên đỉnh cao của thế giới, không còn nhẫn nhịn, càng không uất ức cầu xin bất cứ người nào nữa. Lúc này, từng tin tức nóng hổi cứ thế nối tiếp nhau truyền đến. 3/4 số dân của Âu Lục bị giết, cả Lý Tâm đều bị chiếm đóng, cao thủ số 1 Lý Tâm Hát Ly chết tại trận, ngay cả xác cũng không còn. Ngay tức thì, các giới Mễ Quốc đều rơi vào trong trạng thái kinh hoàng. Không thể không nói, hành động lần này của Tiêu Chính Văn quá mức tàn nhẫn. Trước đây, Hoa Quốc có lần nào là không bấm bụng chịu đựng? Có lần nào không ngồi vào bàn đàm phán trước tiên? Mà lần này, Hoa Quốc lại đóng chặt cánh cửa đàm phán hòa bình, quân đội và cao thủ đồng thời ra mặt, gần như máu đã nhuộm đỏ cả thế giới. Đó là Lý Tâm đấy, cứ như thế mà mất luôn sao? Ôi, Âu Lục e rằng từ giờ sẽ thất bại hoàn toàn luôn rồi. Lẽ nào lần này Hoa Quốc định thay thế Mễ Quốc chúng ta trở thành số một thế giới? Cùng lúc này, trong nước cũng đang bàn tán sôi nổi. Chương 2364. Mặc dù vua Bắc Lương báo thù cho con dân chúng ta là lẽ đương nhiên, thế nhưng cũng không thể không quan tâm tới phát triển kinh tế chứ. Âu Lục đều bị giết hết rồi, lại còn muốn đi đánh Mỹ Lục, như vậy sao mà coi được? Theo tôi thấy, mau chóng xin lỗi Mễ Quốc, đàm phán hòa bình với người ta. Khẩn trương khôi phục đàm phán hòa giải mới là con đường đúng đắn. Mẹ kiếp, cậu cho rằng Tiêu Chính Văn người ta giống cậu, chỉ biết quỳ xuống liếm chân Mễ Quốc sao? Đúng, cậu muốn quỳ xuống liếm chân như vậy thì mau cút khỏi Hoa Quốc, sang Mễ Quốc mà chết ở đó luôn đi, đừng quay lại nữa. Đúng vậy, trận chiến ở Long Kinh đã khiến quốc gia lâm nguy, lúc đó cậu đang ở đâu, thằng cha Mễ Quốc của cậu sao không ra mặt để đàm phán hòa bình? Bây giờ chúng ta thắng rồi. Khí thế mạnh mẽ của chúng ta trỗi dậy, cậu lại dám nói ra mấy lời mất mặt như vậy nữa. Ngay tức thì, hai phe phái trong nội bộ Hoa Quốc lập tức tranh cãi kịch liệt. Cái gọi là trí thức quần chúng bị vô số người dân Hoa Quốc mắng chửi thậm tệ, ngay cả giám cũng không dám thả. Còn có vô số cư dân mạng bắt đầu điều tra mấy trí thức quần chúng có ý muốn hòa giải, côn đồ khắp nơi cũng gia nhập vào trong trận chiến điều tra tìm kiếm này. Chưa tới nửa ngày đã có hàng nghìn trí thức quần chúng chết trong nhà tắm công cộng, trong phòng gội đầu một cách kỳ lạ. Ngay tức thì, cả nước trở nên rầm rộ, không còn có thêm bất cứ kẻ trí thức quần chúng nào dám nhắc đến chuyện xin lỗi hay đại loại như vậy nữa. Mà một phái trí thức quần chúng nữa của Hoa Quốc cũng bắt đầu phát ngôn không kiêng nể gì. Bởi vì bọn họ tận mắt chứng kiến trận chiến này, tận mắt nhìn thấy Hoa Quốc từ thời khắc lâm nguy đã đột ngột xoay chuyển rồi bước lên trên đỉnh cao thế giới. Mãi tới bây giờ, trái tim bọn họ vẫn còn đang sục sôi. Hơn 100 năm trước, Hoa Quốc bị cường giả các nước lăng nhục thảm thương thế nào? Mà bây giờ thì sao, một mình Tiêu Chính Văn đã xoay chuyển đất trời, giết sạch cường giả, rửa nhục cho Hoa Quốc. Một người giống như vậy đã không đơn giản chỉ dùng 4 chữ anh hùng Hoa Quốc là có thể hình dung được nữa rồi. Ôi, trước đây tôi vẫn luôn cho rằng Tiêu Chính Văn chẳng qua chỉ là một tên bề dưới không hiểu biết gì. Thế nhưng thật không ngờ cậu ta lại hành động mạnh mẽ kinh thiên tới thế. Trận chiến ngày hôm nay đủ để được mệnh danh là trận chiến lập uy của Hoa Quốc chúng ta. Lúc này, một ông lão nhà họ Đông Phương chắp hai tay sau lưng,
nhìn lên bầu trời và thở dài nói. Dù nhà họ Đông Phương có mối thù không đội trời chung với Tiêu Chính Văn, thế nhưng trận chiến này của Tiêu Chính Văn đủ để dương cao quốc uy, đưa Hoa Quốc bước lên đỉnh cao thế giới. Mặc dù sâu trong lòng ông ta vẫn hận Tiêu Chính Văn tới tận xương tủy, nhưng lúc này cũng không thể không tỏ lòng kính phục Tiêu Chính Văn. Thông báo ra cả nước, kẻ nào còn dám nói muốn đàm phán hòa bình thì đều là kẻ địch của nhà họ Đông Phương chúng ta. Nhà họ Đông Phương thề sẽ giết hết. Chương 2365. Võ Thần Tông chúng ta tuyệt đối không đồng ý đàm phán. Hễ ai còn dám nhắc đến chuyện đàm phán thì sẽ trở thành kẻ thù của Võ Thần Tông. Thiên Sơn cảnh cáo tất cả những kẻ xính ngoại, bất cứ ai dám nói tới chuyện giảng hòa thì Thiên Sơn chúng tôi thề sẽ không bỏ qua. Nhất định sẽ giết hết cả họ nhà người đó. Ngay tức thì, bốn gia tộc lớn và các danh sơn lớn lần lượt lên tiếng ủng hộ Tiêu Chính Văn. Lúc này, bên trong gia tộc Roger, ông lão nhìn Billy rồi nói với vẻ mặt nghiêm trọng, đã nhìn thấy chưa, Tiêu Chính Văn quả nhiên đã đại thắng trở về, hơn nữa Lý Tâm cũng đã bị tiêu diệt cả rồi. Billy khẽ gật đầu nói, ông nội, vậy tiếp theo chúng ta nên làm thế nào đây? Bây giờ đã có kết quả rồi, tiếp theo đây gia tộc Roger buộc phải có hành động cụ thể mới được. Nếu không bỏ lỡ thời cơ tốt nhất thì sẽ rất khó có cơ hội để dựa hơi cường giả đẳng cấp nhất thế giới này. Đi thu xếp đi, ông sẽ đích thân đại diện gia tộc tới chúc mừng thiên tử Hoa Quốc. Một lúc lâu sau, ông lão khẽ thở dài. Ông nội, ông đích thân tới Hoa Quốc chào hỏi thiên tử nước họ ư. Chuyện này, e là không cần thiết. Billy nhíu mày hỏi với vẻ không hiểu. Ôi, cháu không hiểu đâu, cháu quá xem thường Tiêu Chính Văn, cũng quá xem thường ảnh hưởng của chuyện này đối với cục diện tương lai của thế giới rồi. Kể từ giờ trở đi, các cường quốc trước kia đều sẽ trở thành nước yếu, Hoa Quốc lại trỗi dậy, đứng trên đỉnh cao thế giới. Mặc dù Tiêu Chính Văn là một người ở trong giới võ thuật nhưng cậu ta lại càng trung thành với Hoa Quốc hơn. Với thân phận của gia tộc chúng ta thôi thì căn bản không thể kết thân được với nhân vật như cậu ta. Vậy nên lựa chọn tốt nhất của chúng ta chính là đi chúc mừng thiên tử Hoa Quốc. Có được sự ủng hộ của thiên tử Hoa Quốc không khác gì có được sự ủng hộ của Tiêu Chính Văn. Ông lão nói với ánh mắt long lanh. Có được sự ủng hộ của thiên tử Hoa Quốc, chúng ta đang ở Mỹ Lục. Thiên tử Hoa Quốc ủng hộ chúng ta thì có tác dụng gì? Billy thật sự không thể hiểu những lời này của ông lão. Dù là khoảng thời gian Mễ Quốc hưng thịnh nhất thì cũng không thể nhúng tay vào một số chuyện vụn vặt trong nội bộ Hoa Quốc. Cháu vẫn còn chưa hiểu, kể từ ngày hôm nay, cả thế giới đều phải nhìn sắc mặt của Hoa Quốc mà hành sự, ngay cả Mỹ Lục chúng ta cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, bên trong đó cũng bao gồm cả gia tộc chúng ta. Ông lão hết sức kiên định nói. À, ông nội, cháu không nghe nhầm đấy chứ. Billy kinh ngạc nhìn ông lão và thốt lên. Chương 2366. Billy quả thực không nghĩ tới ý mà ông lão nói, nhưng sau lời nhắc nhở của ông lão, hắn lập tức hiểu ra ngay. Ông lão nói không sai, bây giờ không chỉ có một mình Tiêu Chính Văn đánh quét các cường quốc lớn. Ngoài ra, Hải quân Hoa Quốc cũng đã tới bờ biển phía tây Mễ Quốc. Lúc này, một trận đại chiến kinh động thế giới sắp bùng nổ. Thế nhưng thứ thật sự quyết định thắng bại của trận chiến lần này đã không còn là vũ khí nóng mà là các cao thủ của Hoa Quốc và Mễ Quốc. Đặc biệt khi Liên minh Võ thuật Thế giới đã hoàn toàn ngầm cho phép hành động của Tiêu Chính Văn. Dù Tiêu Chính Văn có ra tay với Mễ Quốc quốc gia số một thế giới khi trước thì Liên minh Võ thuật Thế giới cũng sẽ không ra mặt ngăn cản. Nói cách khác, bây giờ đã không còn ai có thể động tới Hoa Quốc. Hơn nữa, năng lực kiểm soát toàn cầu cũng đã vượt xa Mễ Quốc. Vậy tương lai rất có khả năng bất luận là phương diện nhỏ nhặt nào của thế giới cũng do Hoa Quốc kiểm soát. Thậm chí ngay cả huyết mạch kinh tế bên phía Mỹ Lục cũng hoàn toàn rơi vào tay Hoa Quốc. Gia tộc Roger muốn phát triển lớn mạnh thì buộc phải tạo dựng được quan hệ tốt với Hoa Quốc, buộc phải có được sự công nhận của thiên tử Hoa Quốc. Bây giờ chắc cháu đã hiểu đối với toàn thế giới mà nói thì trận chiến này tượng trưng cho điều gì rồi nhỉ? Lúc này, gia tộc Roger đã không còn lựa chọn nào khác. Thế nhưng ông nội, theo những gì cháu biết, bên phía Mễ Quốc cũng rất tích cực chuẩn bị cho chiến tranh, hơn nữa vô số lò phóng vũ khí hạt nhân cũng nhắm thẳng về phía Hoa Quốc rồi. Nếu như Hoa Quốc cố chấp muốn thay thế địa vị bá chủ của Mễ Quốc, vậy thì vô số trái bom hạt nhân cũng sẽ khiến cho Hoa Quốc phải trả một cái giá cực kỳ tàn khốc. Tới lúc đó, Hoa Quốc còn có thể kiểm soát được thế giới sao?
Đây là điểm lo lắng nhất trong lòng Billy, một khi trận chiến hạt nhân nổ ra thì toàn thế giới sẽ chẳng có ai thắng cuộc. Cháu sai rồi, nước Hùng mới là quốc gia có số lượng vũ khí hạt nhân nhiều nhất trên thế giới, thế nhưng ngay cả đất nước bọn họ cũng đã bị tiêu diệt, bọn họ sử dụng được vũ khí hạt nhân hay sao? Ông lão điềm nhiên nói. Những thứ như vũ khí hạt nhân, bạn có là một chuyện, có thể sử dụng hay không lại là một chuyện khác. Lúc này, vô số lãnh đạo cấp cao của Mỹ quốc đang ngồi trong tòa cao ốc thảo luận đối sách. Dù gì hải quân của Hoa Quốc cũng đã tới bờ biển phía tây Mỹ quốc, chọn đánh hay là hòa, thời gian của bọn họ cũng đã không còn nhiều nữa. Hơn nữa đây cũng là lần đầu Mỹ quốc phải đưa ra quyết định khó khăn tới vậy ở ngay trước cửa nhà mình. Mà tất cả những chuyện này đều vì một mình Tiêu Chính Văn, điều này rõ ràng khiến cho lãnh đạo cấp cao của Mỹ quốc không thể nào tin nổi. Rốt cuộc chúng ta chiến đấu hay hòa giải, buộc phải ra quyết định ngay thôi. Một người đàn ông trung niên trầm giọng lên tiếng hỏi với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Những người đang ngồi ở đây đều là nhân vật lớn có thể quyết định mấy chục năm phát triển trong tương lai của Mỹ quốc. Chương 2367. Đồng thời, trong tay bọn họ còn nắm giữ quân đội với hàng triệu binh lính của Mỹ quốc và cả huyết mạch kinh tế của nước này. Người đàn ông trung niên vừa mới lên tiếng cũng là một trong số những nhân vật uy quyền của Mỹ quốc, tên là Eller. Ông ta vẫn luôn cho rằng Tiêu Chính Văn không thể thắng được, dù gì anh cũng chỉ có một mình. Dù anh đang ở cảnh giới gì, anh vẫn sẽ có thứ mà trong lòng muốn có được nhất, chỉ cần anh vẫn có ham muốn thì nhất định sẽ có điểm yếu. Mặc dù dựa vào vũ lực để chế ngự Tiêu Chính Văn đã trở thành mộng tưởng, thế nhưng bọn họ vẫn còn rất nhiều thủ đoạn. Đánh ư, căn bản không cần thiết phải bàn tới lựa chọn này nữa, tình hình bên phía Lý Tâm, tôi nghĩ mọi người cũng đã nhìn thấy cả rồi, chỉ trong vài nhịp hít thở mà cả Lý Tâm đã không còn tồn tại nữa. Lúc này, một người đàn ông trung niên bên cạnh nói với biểu cảm vô cùng nghiêm trọng. Không sai, chỉ trong vài nhịp thở đã có thể tiêu diệt cả ba đảo của Lý Tâm, người như vậy đã không còn là kẻ mà nhân lực có thể đối kháng được. Bây giờ, cách tốt nhất của chúng ta chính là thuyết phục cậu ta. Hoặc nói cách khác là giảng hòa với Hoa Quốc. Nghe thấy lời của mấy người này, Eller đập mạnh xuống bàn, không cam tâm đứng bật dậy. Tôi không tin lẽ nào một mình cậu ta còn có thể tiêu diệt cả đất nước chúng ta sao? Mặc dù Lý Tâm đã bị cậu ta hủy diệt nhưng lãnh thổ rộng lớn của Mỹ quốc chính là sự bảo đảm của chúng ta. Và lại, chúng ta còn chưa mời những cường giả người Đệ An tới. Mặc dù trong lịch sử, chúng ta đã từng xảy ra mâu thuẫn với bọn họ, thế nhưng bây giờ mọi người đã thành những người cùng ngồi trên một chiếc thuyền rồi, bọn họ nhất định sẽ giúp chúng ta. Eller lạnh lùng lên tiếng. Giảng hòa tuyệt đối không phải lựa chọn ưu tiên nhất của ông ta, ai đồng ý giảng hòa trước thì đồng nghĩa với việc người đó tuyệt đối đã ở trong thế bất lợi. Mỹ quốc bỏ ra khoảng thời gian mấy trăm năm, cuối cùng cũng trèo lên được đỉnh cao thế giới, sao có thể nhường lại vị trí bá chủ này cho Hoa quốc được chứ? Hơn nữa, chủ nhân thực sự của Mỹ quốc thật ra là người Juda, Mỹ quốc chính là công cụ trong tay người Juda, cũng là vũ khí quan trọng để bọn họ khống chế toàn thế giới. Dân tộc này nếu như không có sự hậu thuẫn lớn mạnh từ phía Mỹ quốc thì rất nhanh sẽ bị các quốc gia khác tiêu diệt. Hơn nữa, khu 51 của Mỹ quốc thực ra chính là khu vực giao dịch của người Juda với một số nền văn minh tiền sử, thông qua khu 51 mới giúp cho Mỹ quốc sở hữu nhiều kỹ thuật đi đầu như vậy. Đây cũng là một trong số những nguyên nhân quan trọng nói lên tại sao Eller không cam tâm xếp sau Hoa quốc. Mấy người đừng quên, chúng ta đều là con cháu của người Juda. Nếu như Mỹ quốc mất đi địa vị lãnh đạo thế giới thì quốc gia của người Juda chúng ta sẽ bị người ta tính sổ nhanh thôi. Hơn nữa, nói không kiêng kỵ gì thì quốc gia của người Juda chúng ta đã xâm phạm một vùng lãnh thổ rất lớn của các nước xung quanh, cướp đi rất nhiều dân lao động và phụ nữ của họ, một khi bị tính sổ thì quốc gia của người Juda chúng ta sẽ không thể tồn tại được nữa. Eller lạnh lùng chất vấn. Isekai quốc gia phản bội đã trở thành cái gai trong mắt tất cả các nước xung quanh từ lâu. Chương 2368. Nếu như không có sự bảo hộ mạnh mẽ của Mỹ quốc thì quốc gia này đã không còn tồn tại từ mấy chục năm trước. Thế nhưng nếu như để cho Hoa quốc ngồi lên vị trí bá chủ thì họ sẽ còn bảo vệ cho quốc gia từng cướp đoạt đẫm máu lãnh thổ và người dân của nước khác hay sao? Đáp án nhất định là không, tới lúc đó, cả dân tộc Juda sẽ lại bị cả thế giới treo cổ thêm lần nữa. Eller, chúng tôi có thể hiểu được tâm trạng của ông, thế
thế nhưng ông đã từng nghĩ chúng ta căn bản không tìm ra được một cao thủ ở cảnh giới thiên thần nào có thể đối chọi được với Tiêu Chính Văn. Hơn nữa, theo như những gì ông nói, nếu như những người Đệ An muốn giúp chúng ta thì bọn họ đã ra tay từ lâu rồi, tại sao tới khi đội tàu của Hoa Quốc tiến tới bờ biển phía Tây mà họ vẫn còn chưa ra tay? Lẽ nào chúng ta lại sử dụng vũ khí hạt nhân để đối phó với Tiêu Chính Văn ngay trên lãnh thổ của mình hay sao? Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người trong phòng hội nghị đều rơi vào trầm mặc. Dù là như vậy, chúng ta cũng phải chuẩn bị thật kỹ trước, nếu như không thể giảng hòa, vậy thì chỉ có thể đánh. Sử dụng vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của mình thì đã sao? Không phải chúng ta đã thông báo cho tất cả người Juda trốn vào trong hầm đất rồi ư? Euler lạnh lùng hừ một tiếng rồi tiếp tục nói. Ngoại trừ người Juda ra thì ở trong mắt bọn họ, những người khác căn bản không được coi là người, chỉ có thể coi là công cụ của bọn họ mà thôi. Mấy tiếng đồng hồ sau, trên không tòa cao ốc đột nhiên xuất hiện một luồng sáng sao vô cùng chói mắt. Mà bên dưới luồng sáng sao đó, một người đàn ông tóc dài đang tiến đến từ trên không trung. Nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông đó, tất cả mọi người đều cùng nhau nín thở. Tiêu Chính Văn, chào mừng đến với Mễ Quốc, có lẽ chúng ta có thể ngồi xuống bàn bạc, hoặc mọi chuyện vẫn chưa đến bước đường phải điều động quân đội đúng không? Euler bình tĩnh nói. Hàng nghìn nòng bắn vũ khí hạt nhân đã cho ông ta đủ sự tự tin như vậy. Dù Ngọc Thạch có bị đốt cháy hết thì Mễ Quốc cũng tuyệt đối không để cho một mình Tiêu Chính Văn đàn áp tới mức không ngẩng đầu lên nổi. Chỉ là ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Chính Văn liếc nhìn Euler, lạnh lùng cười nói, bàn bạc. Mấy người không xứng để nói chuyện với tôi, mấy người buộc phải chết hết. Không một ai được phép sống sót. Cái gì? Euler nghiến răng, lạnh lùng cười nói, Tiêu Chính Văn, cậu phải nghĩ cho kỹ vào, bên trong lãnh thổ của Mễ Quốc chúng tôi, hàng nghìn nòng bắn vũ khí hạt nhân đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ mệnh lệnh. Chỉ cần tôi ra lệnh một tiếng thì cậu sẽ không có khả năng sống sót trở về nữa đâu. Euler lạnh lùng uy hiếp. Euler không tin Tiêu Chính sẽ liều chết một phen với Mễ Quốc, dù sao bây giờ Tiêu Chính Văn cũng đã đứng trên đỉnh cao của toàn thế giới. Chương 2369. Mặc dù sau khi cường giả vùng ngoài lãnh thổ khác trở về, Tiêu Chính Văn cũng chỉ là con kiến mà thôi. Thế nhưng ít nhất kể từ thời khắc này tới vài năm sau, trước khi toàn bộ cường giả vùng ngoài lãnh thổ trở về thì Tiêu Chính Văn vẫn là một nhân vật thần thoại. Bước đi này về phía cậu ta sẽ đem lại bao nhiêu lợi ích, căn bản không cần nói rõ ra, trong lòng mọi người cũng đều hiểu cả. Tiền bạc hay mỹ nữ cực phẩm gì đó không phải thứ mà cậu ta gọi tới là phải tới luôn, xua tay là phải đi ngay hay sao? Tiêu Chính Văn, chúng tôi hiểu rất rõ thực lực của cậu, có điều tôi cảm thấy chúng ta vẫn có thể ngồi xuống bàn bạc với nhau. Euler dùng ánh mắt vô cùng kiên định để nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Ông ta đang đại diện cho lãnh đạo cấp cao của cả Mễ Quốc, đồng thời cũng đại diện cho cả dân tộc Juda bàn điều kiện với Tiêu Chính Văn. Một dân tộc tồn tại hơn 2.000 năm lịch sử sẽ không đơn giản như vẻ bề ngoài, chỉ là chưa tới tình thế bắt buộc thì bọn họ tuyệt đối sẽ không lấy ra con át chủ bài của mình. Càng không để cho thế giới biết mưu đồ của họ hiểm ác tới độ nào và cả tình hình thực sự bên trong của họ. Còn Tiêu Chính Văn thì sao? Có thể nói, cậu ta cũng chỉ có một mình mà thôi. Hoa Quốc có thể ủng hộ cho cậu ta bao nhiêu? Chỉ là sau khi nghe thấy mấy lời của Euler, Tiêu Chính Văn chỉ bật cười. Mấy người xứng để ra điều kiện với tôi à? Tiêu Chính Văn, cậu phải nghĩ cho kỹ vào, những người đang có mặt tại đây ngày hôm nay là ai? Euler lạnh lùng nói. Những người tới đây hôm nay không chỉ có lãnh đạo cấp cao của Mễ Quốc mà còn có cả lãnh đạo cấp cao của Mỹ Lục và nguyên thủ quốc gia của Isekai. Có thể nói. Người có thể can dự vào cục diện thế giới đều tập trung tại đây rồi. Hơn nữa, những loại vũ khí đẳng cấp nhất trên thế giới hiện nay đều được bố trí khắp xung quanh. Chỉ cần một mệnh lệnh, Euler dám chắc rằng mình có thể khiến cho Tiêu Chính Văn bị trọng thương. Mặc dù chỉ là trọng thương, thế nhưng như vậy cũng đã đủ. Sau khi mấy danh sơn lớn của Hoa Quốc hay tin Tiêu Chính Văn đã bị trọng thương thì đương nhiên sẽ trợ giúp Mễ Quốc trừ khử Tiêu Chính Văn. Mưu mô của Euler không thể không nói là cực kỳ hiểm ác, hơn nữa năng lực kiểm soát thời cục cũng hết sức chuẩn xác. Mấy người không phải đã chuẩn bị từ lâu rồi sao? Hay là ông bảo bọn họ khai hỏa thử xem nào? Tiêu Chính Văn bật cười lạnh lùng. Dẫu sao Euler cũng chỉ là một người bình thường,
căn bản không hiểu đối với cường giả ở cảnh giới thiên thần mà nói thì mấy thứ vũ khí nóng này đã chẳng có khác biệt gì so với đồ chơi từ lâu. Đừng nói là khiến Tiêu Chính Văn trọng thương, dù chỉ chạm đến một sợi lông của anh cũng khó. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, ngay cả Eller cũng trở nên trầm mặc. Chương 2370. Dù gì Tiêu Chính Văn cũng đã tàn sát mấy cường quốc, mấy quốc gia đó, đặc biệt là Âu Lục cũng sở hữu số lượng lớn vũ khí tiên tiến, thế nhưng kết quả thì sao? Không phải vẫn bị Tiêu Chính Văn cho tắm máu một lượt à? Vậy thì cũng có thể nói, vũ khí nóng của bọn họ có tác dụng gì đối với Tiêu Chính Văn hay không vẫn chưa thể biết được. Lúc này, Eller siết chặt nắm đấm, thân là lãnh đạo cấp cao của cường quốc số một thế giới, đây là lần đầu tiên ông ta bị một người dồn vào chỗ chết. Mặc dù sau lưng ông ta có lực lượng quân đội đông đảo, hơn nữa máy bay chiến đấu cũng đã được lắp đặt xong bom hạt nhân, chuẩn bị cất cánh bất cứ lúc nào. Thế nhưng khoảnh khắc này, Eller lại do dự. Ông ta không dám mạo hiểm, lỡ như ra tay thì sẽ không còn bất cứ đường nào có thể xoay chuyển được nữa. Một khi chiến đấu thất bại, đám người bọn họ đều sẽ bị xóa sổ khỏi trái đất. Như vậy thì ngược lại ông ta sẽ trở thành tội nhân của dân tộc. Vào lúc Tiêu Chính Văn đang bước chậm rãi tiến về phía mấy người Eller thì trên không trung đột nhiên vang lên một tiếng gầm đầy phẫn nộ Tiêu Chính Văn. Nơi này là Mỹ Lục, không phải nơi cậu có thể tùy tiện làm bừa. Tôi chỉ cho cậu một cơ hội cuối cùng, mau cút về Hoa Quốc, nếu không cậu sẽ phải nuốt hận mà chết tại nơi này. Giọng nói đó vô cùng già nua, hơn nữa cùng với sự xuất hiện của giọng nói, cả mặt đất cũng đều rung lên. Cùng lúc này, tầng mây trên không trung cũng phát sinh biến hóa. Vô số đám mây tạo thành một gương mặt rất lớn, đó là diện mạo của một ông lão người Đệ An. Vào lúc nhìn thấy gương mặt già nua đó thì tất cả mọi người đều ngây ra. Đó là một vị quốc vương của Đệ An Saruba. Những truyền thuyết và ghi chép có liên quan tới cụ ta đã được lưu truyền cả nghìn năm. Tất cả mọi người đều cho rằng cụ ta đã không còn trên thế giới này từ lâu. Thế nhưng vào khoảnh khắc cụ ta xuất hiện, tất cả mọi người đều lộ ra ánh mắt sùng bái. Tâm trạng căng thẳng của Eller cũng thả lỏng đi không ít, xem ra người Đệ An vẫn quyết định ra tay. Chỉ là Tiêu Chính Văn chẳng buồn quan tâm tới gương mặt khổng lồ vừa xuất hiện trên bầu trời, anh giơ một tay lên, trên không trung lại chiếu xuống những luồng sáng sao vô cùng chói mắt. Chỉ trong nháy mắt, tất cả người cùng dòng họ với Eller trên đất Mỹ Lục đều bị vô số ánh sáng sao đâm xuyên qua cơ thể. Chưa đầy một giây, những người này đã lập tức hóa thành tro bụi. Trong số những người này cũng có không ít cường giả ở cảnh giới chiến thần hoặc chủ soái. Bọn họ đều muốn phản kháng theo bản năng, thế nhưng ở trước mặt cường giả ở cảnh giới thiên thần, sự phản kháng của họ căn bản chẳng có chút ý nghĩa nào. Chỉ trong thời gian của một nhịp thở đã hóa thành cát bụi. Tiêu Chính Văn, tại sao cậu lại phải nhắm vào chúng tôi? Eller nhìn từng đồng bào của mình chết đi, ngay cả khóe mắt cũng trợn trừng tới độ sắp sửa nứt toác. Lúc này, ngay cả gương mặt người cực lớn trên không trung kia cũng lộ ra vẻ phẫn nộ. Mặc dù những người cùng dòng họ này của Eller đáng chết, thế nhưng Tiêu Chính Văn cũng không nên ra tay dưới tình cảnh như vậy, điều này rõ ràng là đang khiêu chiến với uy nghiêm của họ. Tiêu Chính Văn, tôi cảnh cáo cậu không được phép giết người trên mảnh đất này nữa, nếu không tôi, không đợi cho ông ta nói hết câu, ánh sao chói lóa đã lập tức chiếu xuống. Chỉ trong nháy mắt, lại có thêm quá nửa người dân Mễ Quốc hóa thành tro bụi. Chương 2371. Khoảnh khắc đó, cả Mễ Quốc đã máu chảy thành sông. Tiêu Chính Văn quay người lại, lạnh lùng nhìn lên gương mặt to lớn trên bầu trời kia, nói, mấy người đều đáng chết. Chuyện bọn chúng có ý đồ thực thi kế hoạch hủy diệt nhân loại đã không còn là bí mật nữa, nếu như bọn chúng muốn hủy diệt nhân loại, vậy thì để cho bản thân bọn chúng chết trước đi thì hơn. Nếu như ông có điều gì bất mãn thì có thể tới Hoa Quốc tìm tôi bất cứ lúc nào. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, gương mặt cực lớn trên không trung kia cũng hơi ngơ ngác. Không sai, những người cùng dòng họ với Eller quả thực đã lập ra một kế hoạch hủy diệt nhân loại, muốn giết hết tất cả mọi người trên trái đất này, chỉ giữ lại con cháu của dân tộc bọn họ để thống trị cả địa cầu. Được, Tiêu Chính Văn, tôi và cậu tương lai ắt sẽ còn có ngày gặp lại, hy vọng tới lúc đó cậu sẽ không hối hận. Nói xong, đám mây trên bầu trời cũng lập tức tản đi. Mà Tiêu Chính Văn cũng chỉ nở một nụ cười bình thản, sau đó quay người lại nhìn Eller, giơ tay lên khẽ chỉ. Bụp, cơ thể của Eller lập tức nổ tung, hóa thành một đống thịt vụn.
Nhìn thấy Euler đã chết, tất cả lãnh đạo cấp cao của Mỹ Lục đều vô cùng chấn động. Đây là lần đầu tiên có một người Hoa Quốc giết chết một lãnh đạo cấp cao hàng đầu thế giới trong giới quân đội Mỹ Lục ngay trước mặt nhiều lãnh đạo cấp cao Mỹ Lục như thế. Cùng lúc này, vệ tinh của các nước trên thế giới đều quay lại được cảnh tượng đáng kinh ngạc của tất cả mọi người. Sau khi Euler chết, cả quốc gia Isekai đều hóa thành biển lửa. Tất cả người cùng dòng họ với Euler đều chết cháy trong lửa lớn. Mãi tới lúc này, chỉ thấy phía Hoa Quốc ở hướng đông đột nhiên dâng lên một tia sáng màu vàng. Đó là Long Tức, đó là quốc vận của Hoa Quốc đã trỗi dậy rồi. Ngay sau đó, trên bầu trời đột nhiên giăng xuống một mảng sương mù màu trắng. Sương mù che phủ suốt 3 ngày 3 đêm, sau khi mảng sương mù đó tan đi, gần như sinh vật trên toàn thế giới đều được thay đổi và như mang trong mình một sức sống hoàn toàn mới. Linh khí khôi phục rồi ư? Trên thiên sơn, một ông lão ngạc nhiên nhìn tầng sương mờ bên cạnh. Đó không phải sương mù mà là linh khí thực thụ. Hóa ra ngày mà quốc vận Hoa Quốc trỗi dậy cũng chính là lúc linh khí được phục hồi trở lại. Lúc này, thiên tử cũng thốt ra một tiếng cảm thán từ tận đáy lòng mình. Chương 2372. Cùng lúc này, bên trong tòa trận pháp của Học viện Võ thuật Âu Lục đột nhiên xuất hiện một trụ sáng cao ngất trời. Trụ ánh sáng chói mắt đó cứ thế duy trì suốt 3 ngày 3 đêm. Mãi tới cuối cùng, cả tòa trận pháp cũng đột ngột sụp đổ. Khi tòa trận pháp đổ ụp xuống, trên mặt đất xuất hiện một vực sâu không thấy đáy. Mà ở bên dưới vực sâu dường như đang có một màn ánh sáng màu xanh nhạt như ẩn như hiện. Rất nhiều người đều dùng điện thoại quay lại cảnh tượng kỳ lạ này. Mãi tới lúc này, lãnh đạo cấp cao của 5 đại danh sơn mới hiểu ra rằng tại sao cường giả vùng ngoài lãnh thổ cứ chần chừ không chịu trở về. Hóa ra là bởi vì linh khí trên trái đất đã cạn kiệt, căn bản không thể chịu đựng nổi sức mạnh mạnh tới thế. Mà linh khí phục hồi trở lại cũng cần một quá trình rất chậm. Lúc này, vẻ ngoài của tất cả sinh vật đều phát sinh biến hóa rất lớn, cỏ cho động vật ăn trước đây chỉ cao tới đầu gối đã cao quá đầu người chỉ trong một đêm. Mà hình thể của động vật hoang dã rõ ràng cũng lớn hơn gấp mấy lần so với khi trước. Tin tức một thợ săn của Âu Lục săn được một con thỏ hoang nặng 40 cân, dài gần cả mét trong núi vừa mới lan truyền ra đã khiến cho cả thế giới chấn động. Mà thông tin một số ngư dân của Mỹ Lục đánh được một con cá dài cả mấy chục mét trên biển cũng kích thích thần kinh của mọi người thêm lần nữa. Những rừng cây thưa thớt trước đã trở nên tùm rậm rạp chỉ trong một đêm. Trên sa mạc cũng bắt đầu xuất hiện ốc đảo, mấy danh sơn lớn cũng bị sương mù bao phủ, hơn nữa chóp núi cứ mọc lên san sát, còn to hơn gấp mấy lần so với khi trước. Cả thế giới dường như đều dâng lên một làn sóng luyện võ. Đặc biệt là Hoa Quốc, vô số võ tông bắt đầu phát triển ở trong thế tục. Khác với khi trước là võ tông đã hoàn toàn độc lập khỏi giới chính trị. Không chỉ có Hoa Quốc, gần như các nước trên thế giới đều thành lập văn phòng trọng tài võ thuật. Chuyên phụ trách xử lý những cường giả phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Cùng với sự phục hồi của linh khí, võ thí thiên vẫn luôn bế quan đột nhiên phát ra một tiếng gầm phẫn nộ đầy đau đớn. Trái tim Hắc Long vẫn luôn không thể dung hợp với cơ thể ông ta lúc này lại phát ra ánh sáng màu đen dị thường. Chỉ thấy nửa trái tim Hắc Long đó đang dung hợp vào trong cơ thể võ thí thiên với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Khi trái tim Hắc Long được dung hợp, cảnh giới của võ thí thiên cũng đang đột phá với tốc độ cực nhanh, chưa tới một tiếng đồng hồ đã từ cảnh giới thiên vương đột phá thẳng lên cảnh giới thiên thần. Cảnh giới thiên thần 1 sao, cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao, cảnh giới thiên thần địa cấp 3 sao. Mãi tới khi cảnh giới của võ thí thiên đạt tới ngưỡng thiên thần thiên cấp 4 sao, xu hướng đột phá này mới dần chậm lại. Chương 2373. Chuyện võ thí thiên đạt tới cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao chỉ trong vòng một đêm gần như đã chấn động cả võ tông Hoa Quốc. Võ thần tông cũng vì vậy mà hoàn toàn tách độc lập khỏi thiên sơn, trở thành một thế lực võ tông ở bên ngoài 5 đại danh sơn. Lúc này, cả Hoa Quốc đã phân thành 3 luồng thế lực không giống nhau. Một bên là phái võ tông do 5 đại danh sơn làm đại diện. Một bên khác là thế lực mới trỗi dậy võ thần tông. Cuối cùng là phái giới chính trị do thiên tử Hoa Quốc làm đại diện. Giữa 3 phái rất nhanh đã đạt được một loại thỏa thuận ngầm. Giới chính trị sẽ không can dự vào chuyện phát triển của võ tông, mà võ tông cũng sẽ không can dự vào quyết sách của giới chính trị. Giống như đạt được một sự cân bằng,
Thế nhưng từ sau khi tiêu diệt cả dòng họ của Euler, Tiêu Chính Văn lại đột nhiên im hơi lặng tiếng. Thậm chí ngay cả thiên tử cũng không biết rõ hiện giờ Tiêu Chính Văn đang ẩn cư ở đâu. Thiên tử đã cử mười mấy đội người đi tìm kiếm vua Bắc Lương nhưng vẫn chẳng có chút thông tin gì cả. Lúc này, Tần Vũ đã đạt tới cảnh giới thiên thần một sao hồi báo với vẻ mặt lo lắng. Thiên tử đặt bút trong tay xuống, âm trầm thở dài một hơi, nói e rằng cậu Tiêu sẽ không trở về nữa đâu, giờ vận khí Hoa Quốc đã mở ra, quốc vận Hoa Quốc sắp trỗi dậy. Tất cả những công trạng này đều là của một mình cậu Tiêu. Thiên tử vừa chắp hai tay sau lưng đi qua đi lại, vừa thầm suy đoán tại sao Tiêu Chính Văn lại ở ẩn như vậy. Vài năm sau, bên trong một tiệm ngọc ở thành phố Sơn Thành, một người đàn ông tóc dài đang dạy một đôi nam nữ học võ. Mặc dù gương mặt bé trai hết sức ngây thơ, thế nhưng mỗi một chiêu thức đều giống y hệt chị gái. Chiêu thức nào của bé gái cũng vô cùng mạnh mẽ, mỗi cú đấm đều mang theo uy thế vô hình. Chồng à, để con nghỉ ngơi một lát đã, lát nữa gọi thêm Độ Thiên, chúng ta cùng đi cắm trại dã ngoại được không? Khương Vi Nhan vừa chuẩn bị lều trại và một số dụng cụ làm bếp cần thiết khi đi cắm trại vừa cười hỏi. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, quay người nhìn về đỉnh núi phía xa. Chớp mắt đã 4 năm trôi qua. Tiêu Chính Văn vẫn luôn ở ẩn tại đây, một mặt khắc khổ nghiên cứu Thiên Sơn Thư Lục, mặt khác cũng đang chờ đợi sự đổi thay của đại cục. Đã có không ít cường giả vùng ngoài lãnh thổ trở về, chỉ là không một ai đi phá vỡ cục diện thế giới mà Tiêu Chính Văn lập ra khi trước. Bây giờ, cả thế giới chỉ có một vị trí quản lý thường trực nước liên minh, đó chính là Hoa Quốc. Thế giới vận hành ra sao đều phải nhìn vào sắc mặt của Hoa Quốc để hành sự. Thế nhưng đây cũng chỉ là biểu tượng trong thế tục mà thôi. Thật ra các nước trên thế giới, thậm chí là cả nội bộ Hoa Quốc cũng đang âm thầm dục dịch. Trước khi cục diện phát sinh biến hóa, Tiêu Chính Văn không muốn nói toạc ra, càng không muốn công khai thân phận của mình cho mọi người. Bây giờ, anh chính là ông chủ của tiệm ngọc tinh xảo này, còn Khương Vi Nhan cũng chỉ là vợ của ông chủ tiệm ngọc mà thôi. Mặc dù nhà họ Lãnh vẫn thường xuyên cử người tới hỏi thăm Tiêu Chính Văn và gửi đệ tử nhà họ Lãnh tới chỗ Tiêu Chính Văn học võ, thế nhưng họ vẫn luôn giữ bí mật giúp cho Tiêu Chính Văn. Chương 2374. Còn ba Long Tôn của Điện Thần Long cũng đã sở hữu thực lực cảnh giới thiên thần hai sao. Bản thân Tiêu Chính Văn vẫn ở cảnh giới thiên thần một sao như cũ chứ chưa hề đột phá. Không phải Tiêu Chính Văn không có thực lực để đột phá lên cảnh giới thiên thần hai sao mà là từ lúc anh bước vào cảnh giới thiên thần tới nay đã cảm nhận được sâu sắc, đối với cường giả ở cảnh giới thiên thần mà nói thì cảnh giới thực ra không quá quan trọng. Điều quan trọng nhất vẫn là sự lý giải và vận dụng trận pháp. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến anh luôn có thể đánh giết ngược dòng. Mà một mặt khác, việc tu luyện của Khương Vi Nhan cũng đang trong quãng thời gian khó nhằn. Vẫn luôn dừng ở cảnh giới thiên vương cấp long năm sao, mãi vẫn chẳng thể đột phá lên cảnh giới thiên thần. Tiêu Chính Văn đã từng cẩn thận nghiên cứu rồi phát hiện ra lý do là bởi thể chất đặc thù của Khương Vi Nhan. Vậy nên buộc phải có được một loại hoa kỳ lạ tên là hoa tử tiêu thì mới có thể đột phá khỏi khúc mắc bây giờ, đạt tới cảnh giới thiên thần. Hơn nữa, đối với cường giả ở cảnh giới thiên thần và thậm chí ở trên cảnh giới thiên thần mà nói thì loại hoa kỳ lạ này đều mang lại lợi ích rất lớn. Có thể khiến cho cường giả ở cảnh giới thiên thần nâng cao thực lực, đột phá cảnh giới một cách nhanh chóng. Vậy nên Tiêu Chính Văn mới nảy ra ý tưởng đưa người thân và cả Độ Thiên chân nhân cùng tới ở gần núi, thật ra nguyên nhân chủ yếu là để tìm kiếm loại hoa kỳ lạ này. Vào lúc tất cả đã được chuẩn bị đâu ra đó, mọi người sắp sửa xuất phát. Đột nhiên một chiếc xe sang màu đen đỗ lại trước cổng. Một người thanh niên mặc vest đi giày da bước xuống. Anh ta khẽ gõ hai lần vào cổng sân nhà, rồi nói, ông chủ Tiêu, tôi nghe nói anh vẫn luôn tìm kiếm một loại hoa kỳ lạ tên là hoa tử tiêu, không biết có phải là thật không? Tiêu Chính Văn nghe vậy thì khẽ nhíu mày rồi liếc nhìn người vừa tới. Đây là một thương nhân dược liệu ở Giang Trung, tên là Lục Thiên Lăng. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu nói, không sai. Ông chủ Tiêu, nếu vậy thì chúng ta có thể nói chuyện trong phòng trà một lát được không? Lục Thiên Lăng tươi cười nói. Thật ra nhà họ Lục chỉ là một gia tộc nhỏ dưới trướng nhà họ Lãnh, sau một khoảng thời gian dài quan sát thì Lục Thiên Lăng mới phát hiện ra Lãnh Kế Hồng rất kính sợ ông chủ của tiệm ngọc nhỏ bé này. Anh ta mới nảy sinh ý định thăm dò bối cảnh của Tiêu Chính Văn.
Sau này mới nghe nói Tiêu Chính Văn vẫn luôn tìm kiếm một loại hoa cỏ kỳ lạ tên là tử tiêu, nên đã cử tất cả thuộc hạ đi tìm kiếm khắp nơi. Anh có thông tin về hoa tử tiêu à? Tiêu Chính Văn hỏi. Anh Tiêu, theo như tôi biết, hình như núi Đại Lương có xuất hiện một loại hoa kỳ lạ, tất cả mọi người đều đang quan tâm tới chuyện này, nếu như tôi đoán không nhầm thì có lẽ nó chính là thứ mà anh đang tìm kiếm. Lục Thiên Lăng nghiêm túc nói. Núi Đại Lương xuất hiện hoa tử tiêu sao? Trong lòng Tiêu Chính Văn không khỏi dao động. Chương 2375. Lục Thiên Lăng nhìn thấy Tiêu Chính Văn rất có hứng thú với thứ này, vội vàng cười nói, đúng vậy, tối hôm qua, những người tôi cử đi còn gửi lại một tấm hình về. Vừa nói, Lục Thiên Lăng vừa đưa một tấm hình cho Tiêu Chính Văn. Có lẽ do khoảng cách chụp quá xa nên hoa tử tiêu trong tấm hình trông rất mơ hồ. Nhưng nó lại rất khớp với những gì được ghi chép trong cuốn Thiên Sơn Thư Lục. Có tổng cộng 6 cánh hoa, mỗi cánh có một màu khác nhau, hơn nữa trên nhụy hoa còn có một nụ hoa màu tím, nhìn trông rất quỷ dị. Thật ra, kể từ khi linh khí trở về, mọi thứ trên thế giới đều có sự thay đổi vô cùng lớn. Không những xuất hiện những loài cây kỳ lạ như hoa tử tiêu mà ngay cả tuổi thọ của người bình thường cũng được kéo dài hơn ít nhất 20 tuổi. Hơn nữa, có rất nhiều người ngay từ khi sinh ra đã mang trong mình sức mạnh của một binh vương cấp 1 sao. Vì vậy, võ thuật mới có thể phát triển mạnh mẽ trên toàn thế giới. Hơn nữa, cảnh giới và thực lực của người bình thường cũng tiến bộ nhanh hơn so với trước đây. Thậm chí một số võ tông còn đặc chế một số viên đan dược có thể nhanh chóng nâng cao thực lực của con người để đem bán. Một số quốc gia còn đặc biệt thành lập một quân đội bao gồm các võ giả để nâng cao sức mạnh của cả nước. Mặc dù Hoa Quốc cũng thành lập một quân đội giống vậy, nhưng bây giờ vẫn không có quốc gia nào dám khiêu chiến địa vị của Hoa Quốc trên thế giới. Cho nên, nhiều lúc quân đội của Hoa Quốc chỉ để tuyên bố vũ lực mà thôi. Nhưng lại rất ít có người biết đến công dụng của loài hoa tử tiêu này. Trước đây, trong một chương trình về sinh tồn nơi hoang dã, Tiêu Chính Văn đã tận mắt nhìn thấy một người tham gia coi hoa tử tiêu như một loài hoa độc, hái xong rồi lại vứt bỏ. Lúc ấy Tiêu Chính Văn nhìn mà đau lòng không thôi. Nhưng sau khi linh khí trở về, những loại cây cối kỳ lạ này chắc chắn sẽ càng ngày càng nhiều. Khác với nước ngoài, Hoa Quốc, đặc biệt là Ngũ Đại Danh Sơn đã rất quen thuộc với công dụng của hoa tử tiêu. Vì vậy, trong khoảng thời gian ngắn, núi Đại Lương đã bị vô số các võ tông chỉ định là khu vực cấm, người bình thường vốn không thể đến gần. Cho nên, những người mà Lục Thiên Lăng phái đi cũng chỉ có thể gửi về một tấm hình hết sức mơ hồ được chụp từ xa. Xem ra, cũng không ít người muốn có được cây hoa tử tiêu này nhỉ? Tiêu Chính Văn trầm giọng hỏi. Đúng như những gì anh Tiêu nói, núi Đại Lương đã trở thành khu vực cấm rồi. Lục Thiên Lăng nghiêm nghị đáp. Thật ra bản thân Lục Thiên Lăng cũng là một trong những người được hưởng lợi từ việc linh khí trở lại. Trước mắt, anh ta đã có được sức mạnh của cường giả chiến thần một sao. Chương 2376. Dù vậy, với cảnh giới của anh ta thậm chí còn không thể chạm tới bên lề của núi Đại Lương. Bởi vì đây là lần đầu tiên xuất hiện loài hoa tử tiêu kỳ lạ này trong lãnh thổ của Hoa Quốc, nên các đại danh sơn đã lập tức cử người qua đó từ sớm. Hơn nữa, Võ Thần Tông cũng đã cử hai thủ lĩnh đích thân đến đó theo dõi. Đừng nói là cảnh giới chiến thần, ngay cả võ giả có cảnh giới chủ soái cũng đừng hòng đến gần núi Đại Lương trong vòng 5 cây số. Nếu như nói trước đây, cảnh giới chiến thần và cảnh giới chủ soái cũng đã là một sự tồn tại có uy lực động trời rồi. Dù sao, cao thủ cảnh giới thiên vương đều chỉ đếm trên đầu ngón tay, thậm chí có thể coi họ là cường giả hàng đầu của một nước. Nhưng bây giờ lại khác rất nhiều, trong năm đầu tiên khi linh khí khôi phục, chỉ riêng Hoa Quốc đã xuất hiện từ hàng triệu đến hàng chục triệu cao thủ cảnh giới chiến thần, còn về cảnh giới chủ soái cho dù không có hàng triệu thì cũng có hơn mấy trăm ngàn người. Bây giờ đã nhiều năm trôi qua, có thể nói rằng cao thủ cảnh giới chiến thần đã đông như kiến. Và lại, Lục Thiên Lăng chỉ là một thương nhân, so với các tông môn của Võ Tông và các đại danh sơn thì anh ta chẳng bằng một con kiến. Đặc biệt ở danh sơn, cao thủ đều xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Cũng giống như Thiên Lăng tử của Hằng Sơn, tuy chỉ mới ngoài 30 tuổi nhưng đã đạt đến thực lực của cảnh giới thiên thần một sao. Nếu như là mấy năm trước, cao thủ thực lực cỡ này đã có thể làm bá chủ của thế giới. Nhưng hôm nay, Thiên Lăng tử chỉ được xem là cao thủ hạng 2 trong nước, thậm chí còn không được xếp vào hạng nhất. Hơn nữa,
một số danh sơn đã có cao thủ cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao từ vùng ngoài lãnh thổ trở về. Những cao thủ cảnh giới thiên thần ở lại trong thế tục trước đây cũng chỉ có thể cúi đầu trước những cường giả ngoài lãnh thổ. Bọn họ rối rít dẫn theo tông môn và gia tộc của mình, tìm đến trước cửa của những danh sơn này để xin được bảo vệ. Anh Tiêu, mặc dù tôi không biết anh có thân phận gì và có lai lịch như thế nào, nhưng tôi cảm thấy, tốt nhất anh vẫn nên đến gần núi Đại Lương một cách lặng lẽ. Nếu may mắn, có lẽ anh còn có thể vào được trong đó, còn nếu không may thôi thì bỏ đi. Lục Thiên Lăng trầm ngâm nói. Dù sao tình thế bây giờ cũng đã rất rõ ràng. Bảo vật mà các đại danh sơn và cả võ thần tông đều thèm muốn thì sao người bình thường có thể có được nó một cách dễ dàng chứ? Ngay cả những thế lực lớn mạnh như các đại danh sơn và võ thần tông cũng phải đắn đo có chừng mực. Một khi không cẩn thận rất có thể sẽ vì một cây hoa tử tiêu mà dẫn đến một cuộc tàn sát quy mô lớn của hai thế lực lớn. Chỉ có điều dưới cái nhìn của Lục Thiên Lăng, mặc dù Tiêu Chính Văn không bằng thế hệ trẻ mà các thế lực lớn đã dốc hết sức ra đào tạo, nhưng thực lực của anh cũng không phải thứ mà người như bọn họ có thể đoán được. Lỡ như người ta có được vận may này, mình cũng được hưởng lợi thì sao? Cho dù không lấy được thì cũng sẽ thầm biết ơn mình từ tận đáy lòng chứ nhỉ? Chương 2377. Đến lúc đó, nhà họ Lãnh chắc chắn sẽ chia thêm một ít cổ phần ngành y cho gia tộc của mình, như vậy cũng đủ rồi. Ừ, được thôi, anh về trước đi, nếu cần gì tôi sẽ phái người đến tìm anh. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu nói. Tiêu Chính Văn quyết tâm phải lấy được cây hoa tử tiêu này. Cho dù là ai đang thèm muốn, thì Tiêu Chính Văn cũng không thể từ bỏ. Được, anh Tiêu, nếu anh chuẩn bị xong thì bất cứ lúc nào cũng có thể cử người đến báo cho tôi đích thân đón anh tới đó. Lục Thiên Lăng vô cùng cung kính nói. Mãi cho đến khi Lục Thiên Lăng đã đi xa, một nhân viên trong tiệm ngọc ở sân nói với Tiêu Chính Văn, anh Tiêu, chắc hẳn anh không phải là người bình thường đúng không? Tiêu Chính Văn liếc nhìn nhân viên, lắc đầu cười nói, tôi cũng giống như anh, chỉ là một người dân bình thường của Hoa Quốc. Anh Tiêu, anh cũng họ Tiêu, hơn nữa sếp Lãnh lại tôn trọng anh như vậy, chẳng lẽ anh là người đó sao? Nhân viên thấp giọng hỏi. Người đó mà anh ta nói, đương nhiên là ám chỉ Tiêu Chính Văn, vua Bắc Lương khét tiếng trên thế giới. Kể từ khi Tiêu Chính Văn sống ẩn mình, vô số người đều đang suy đoán tung tích của Tiêu Chính Văn. Giới chính trị đang ra sức tìm kiếm Tiêu Chính Văn, nhưng vẫn chưa có ai gặp Tiêu Chính Văn. Tôi nói rồi, tôi chỉ là người bình thường như anh thôi, anh suy nghĩ nhiều rồi, đường đường là vua Bắc Lương, sao có thể mở một cửa hàng nhỏ ở đây chứ? Tiêu Chính Văn hờ hững giải thích nói. Dù sao thì tôi thấy anh không phải là người tầm thường. Nhân viên đó liếc nhìn Tiêu Chính Văn, sau đó trở lại sân trước lo việc làm ăn. Tiêu Chính Văn cũng không để ý tới nhân viên đó nữa, anh nói với đám người Khương Vi Nhan và Độ Thiên Chân Nhân, lát nữa mọi người đi cắm trại đi, tối nay anh phải đi xa một chuyến, có lẽ sẽ mất khoảng hơn một tuần mới trở về. Khương Vi Nhan buồn bực hỏi, chồng à, anh đã lâu không ra ngoài, chẳng lẽ xảy ra chuyện lớn gì rồi sao? Độ Thiên Chân Nhân trầm tư một lúc lâu, ánh mắt không khỏi lóe sáng, nói với Tiêu Chính Văn, chủ thượng, chẳng lẽ là vì hoa tử tiêu sao? Tiêu Chính Văn khẽ cười gật đầu nói, đúng vậy, nghe nói ở núi Đại Lương có cây hoa tử tiêu, cho nên tôi muốn tự mình đến đó xem, nếu suôn sẻ thì sau 3 đến 5 ngày nữa tôi sẽ trở về. Chủ thượng, nghe nói có vài thế lực lớn đều đang dò ngó cây hoa tử tiêu đó, có cần, không cần, tôi tự đến đó một mình mục tiêu sẽ ít hơn, như thế sẽ dễ dàng thành công hơn, các ông ở nhà trông việc làm ăn là được rồi. Tiêu Chính Văn xua tay nói. Tối hôm đó, Tiêu Chính Văn đã gọi cho Lục Thiên Lăng, bảo anh ta lập tức cử xe đến chở mình đi đến núi Đại Lương. Vào đêm Tiêu Chính Văn lên núi Đại Lương, đã có một cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng. Lần này, tin tức Thiên Lăng tử đại đệ tử của thủ lĩnh Hằng Sơn và thiên tài Trương Lăng Phong của nhà họ Trương ở Thiên Sơn tề tựu ở núi Đại Lương vừa truyền ra ngoài đã khiến toàn bộ mạng lưới Internet bùng nổ. Chương 2378. Hai người Thiên Lăng Tử và Trương Lăng Phong đều là những cường giả mới bước vào cảnh giới thiên thần một sao. Hơn nữa, trong hai người họ, một người đại diện cho Hằng Sơn, một người đại diện cho nhà họ Trương của Thiên Sơn. Tuy rằng cả hai đều thuộc chung một thế lực của năm đại danh Sơn, nhưng lại không ngừng đấu đá lẫn nhau. Theo tôi thấy, lần này Trương Lăng Phong chắc chắn sẽ thắng.
Nhà họ Trương ở Thiên Sơn là thế gia hàng đầu được lưu truyền mấy ngàn năm, thực lực và bối cảnh không hề thua kém bất kỳ một danh sơn nào. Hừ, tôi coi trọng Thiên Lăng Tử hơn. Thằng nhóc Trương Lăng Phong đã từng sợ đến mức tè ra quần, loại người này sao có thể là đối thủ của thiên tài Hằng Sơn chứ? Hai, bọn họ cũng được coi là thiên tài sao, so sánh với Tiêu Chính Văn thì bọn họ còn chẳng bằng một ngón tay của anh ấy. Tin tức này vừa được tung ra, hầu như tất cả mọi người đều im lặng. Tiêu Chính Văn mới chính là truyền thuyết thật sự của Hoa Quốc, nhưng anh lại đột nhiên sống ẩn mình ngay lúc ở đỉnh cao của cuộc đời và đến nay vẫn chưa rõ tung tích. Hai, nay đã khác xưa rồi, cho dù vua Bắc Lương có trở lại cũng chưa chắc so sánh được với các đại danh sơn. Ngay cả Trương Lăng Phong và Thiên Lăng Tử cũng đã đạt đến cảnh giới thiên thần một sao rồi. Hơn nữa, sư phụ của Thiên Lăng Tử là cao thủ cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao đỉnh cao đấy. Ngay khi lời bình luận này xuất hiện, tất cả mọi người lại lần nữa chìm trong sự yên lặng. Quả thật, Tiêu Chính Văn đã lỗi thời, từ lâu anh đã bị lu mờ bởi các cao thủ ngoài lãnh thổ trở về của các đại danh sơn. Vài năm trở lại đây kể từ khi linh khí của mấy đại danh sơn trở lại, hầu như khắp nơi đều có đệ tử. Hơn nữa còn có rất nhiều thiên tài. Thiên Lăng Tử là đệ tử Hằng Sơn mới thu nhận mấy năm gần đây, nhưng tốc độ tiến bộ có thể miêu tả là kinh người. Chỉ trong vòng 3-4 năm ngắn ngủi, gã đã từ một người đạt cảnh giới binh vương, trở thành người duy nhất trong thế hệ trẻ ở Hằng Sơn đạt đến cảnh giới thiên thần. Thật ra cũng không thể nói là chết, mặc dù Tiêu Chính Văn rất lợi hại, nhưng vẫn không thể so với Thiên Lăng Tử. Người ta chỉ dùng 3 năm ngắn ngủi mà đã có thể đột phá từ cảnh giới binh vương lên cảnh giới chuẩn thiên thần một sao đấy. Đúng vậy, chỉ xét về tốc độ tiến bộ, Tiêu Chính Văn không thể sánh bằng. Năm đó Tiêu Chính Văn phải mất gần 10 năm mới có thể đột phá lên cảnh giới thiên thần. Lúc này, Dương Linh Nhi cũng đang nhìn vào màn hình máy tính, vừa xem bình luận của những người này, vừa nghiến răng nghiến lợi. Cho đến khi không nhịn nổi nữa mới bình luận một câu. Bọn họ có tư cách gì mà đòi so sánh với Tiêu Chính Văn chứ? Năm đó, linh khí của địa cầu còn chưa khôi phục, trong hoàn cảnh đó, đừng nói là 3 năm, cho bọn họ 3 năm cũng không thể đạt đến cảnh giới thiên thần. Là một thành viên ưu tú của Hắc Băng Đài, Dương Linh Nhi càng hiểu rõ rằng trong năm đó muốn đạt đến cảnh giới chủ soái cũng đã phải trả một cái giá rất cao. Mà cường giả cảnh giới chủ soái bây giờ không thể hiểu được nỗi gian khổ đó. Chương 2379. Huống hồ là cảnh giới thiên thần. Vào thời điểm đó, thiên thần gần như là sự tồn tại như đỉnh cao của kim tự tháp. Hừ, theo tôi thấy, Tiêu Chính Văn chọn sống ẩn giật vì anh ta đã nhìn thấy được tương lai sẽ xuất hiện một lượng lớn cao thủ. Nói là trốn đi thì đúng hơn. Phải biết rằng năm đó anh ta có mối thù lớn với mấy đại danh sơn. Lúc này, lại có người bình luận châm biếm dưới bình luận của Dương Linh Nhi. Sau đó mọi người cũng không bàn tán về Tiêu Chính Văn nữa mà hướng chủ đề về Trương Lăng Phong của nhà họ Trương. Suy cho cùng thứ bọn họ muốn giành giật lần này là cây hoa tử tiêu. Người nào có được hoa tử tiêu thì người đó sẽ có hy vọng thăng cấp, trong thời gian ngắn có thể đột phá lên cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao. Mặc dù nhà họ Trương luôn tách biệt với những đại danh sơn, nhưng có một tin đồn rằng trận pháp của các đại danh sơn đều có nguồn gốc từ nhà họ Trương ở Thiên Sơn. Nói cách khác, nhà họ Trương ở Thiên Sơn mới là ông tổ của võ tông Hoa Quốc. Hơn nữa, có rất nhiều người đoán rằng, nhà họ Trương không chỉ đơn thuần là canh giữ lăng mộ tổ long mà còn mang sứ mệnh trấn hưng võ tông Hoa Quốc. Vì vậy, lần này nhà họ Trương ở Thiên Sơn quyết tâm phải thắng. Đồng thời, Trương Lăng Phong cũng là một trong những người trẻ có triển vọng nhất, lọt vào top thế hệ trẻ của đất nước. Ngoài ra, Trương Lăng Phong đã từng đoạt lại hàng trăm trận pháp bí mật của Hoa Quốc ở Âu Lục, chỉ riêng thành tích này cũng đủ để các thế hệ sau ca tụng. Với cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng, không ít người đã nhìn ra cơ hội kinh doanh, thậm chí còn bí mật mở bàn cá cược. Nhìn những cuộc tranh cãi và tin tức nóng hổi trên mạng, Dương Linh Nhi chỉ có thể bất lực thở dài. Nếu Tiêu Chính Văn không sống ẩn giật, cây hoa tử tiêu này sẽ chỉ có thể thuộc về một mình Tiêu Chính Văn. Bất luận là mấy đại danh sơn hay những gia tộc lánh đời, không ai có thể xóa bỏ công lao của Tiêu Chính Văn đối với Hoa Quốc. Có thể nói, không có Tiêu Chính Văn thì sẽ không có Hoa Quốc bây giờ. Lúc này, Lục Thiên Lăng cũng đang xem tin tức trên mạng. Lần này bọn họ lên núi Đại Lương,
rất có khả năng sẽ gặp phải những cao thủ từ các đại danh sơn. Trương Lăng Phong này quả thực không tầm thường, nghe nói hắn đã luyện tam tuyệt trận của nhà họ Trương đến độ xuất thần nhập hóa, ngay cả Trương Đạo Linh năm đó cũng kém hắn mấy phần. Lục Thiên Lăng vừa nói, vừa ngẩng đầu nhìn Tiêu Chính Văn. Xếp Lục, tôi nghe nói Thiên Lăng tử này cũng không đơn giản. Hằng Sơn có một loại trận pháp tên là Thiên Võng Kiếm Trận, từ trước đến nay có rất ít người có thể luyện thành, nhưng Thiên Lăng tử chỉ dùng 3 tháng đã có thể luyện thành thục. Chương 2380. Tài xế đang lái xe cũng quay đầu lại nói với Lục Thiên Lăng và Tiêu Chính Văn. Lục Thiên Lăng khẽ gật đầu. Hai người này có lẽ là hai ngôi sao mới sáng nhất trong thế hệ trẻ ngày nay. Anh Tiêu, anh nghĩ trong hai người này thì ai sẽ thắng này? Lục Thiên Lăng ngập ngừng hỏi. Hai người họ có lẽ là kẻ tám lạng người nửa cân. Tam tuyệt trận có điểm tuyệt diệu của tam tuyệt trận, Thiên Võng Kiếm Trận có ưu điểm của Thiên Võng Kiếm Trận. Nhưng nếu dốc toàn lực ra tay thì Trương Lăng Phong có nhiều khả năng thắng hơn. Tiêu Chính Văn bình tĩnh đánh giá. Thực ra Tiêu Chính Văn đã tinh thông hai loại trận pháp này từ lâu. Theo so sánh, tam tuyệt trận của nhà họ Trương càng thêm phần ảo diệu. Nhưng dù là cái nào thì cũng chẳng là gì trong mắt Tiêu Chính Văn. Mặc dù đều là cảnh giới thiên thần một sao, nhưng thực lực lại khác nhau. Nguyên nhân khiến Tiêu Chính Văn không muốn đột phá nữa là vì anh muốn xây dựng nền tảng vững chắc hơn. Lúc Tiêu Chính Văn đến núi Đại Lương, nơi đây đã chật kín người. Hơn nữa còn có rất nhiều phương tiện truyền thông báo chí đã nhận được tin tức, nhanh chóng chọn vị trí góc quay tốt nhất, chờ đợi trận chiến có 102 này. Cách núi Đại Lương khoảng 25 cây số, đã bị các đại danh sơn chỉ định là khu vực cấm. Người bình thường không có tư cách tiến vào khu vực dưới chân núi. Hơn nữa, có rất nhiều đệ tử danh sơn cũng đến xem. Thậm chí còn có không ít nhân vật lớn, dẫn theo đệ tử của mình tới học hỏi kinh nghiệm. Trước mặt đệ tử của các đại danh sơn, người bình thường cũng không dám tiếp xúc, sợ không cẩn thận sẽ đắc tội với người không nên đắc tội, đem lại tai họa cho bản thân và người nhà. Anh Tiêu, theo tôi thấy, chúng ta đến đây thôi, đừng đi vào trong nữa. Một người họ hàng xa của tôi chỉ vì liếc mắt nhìn một người đệ tử danh sơn mà đã bị giết cả nhà. Lục Thiên Lăng thận trọng nói, người họ hàng xa kia của anh ta cũng là nhân vật lớn. Nhưng chỉ vì một sai sót nhỏ như vậy mà đã khiến cả gia đình phải mất mạng. Ồ, vậy sau đó thì sao? Lẽ nào là đệ tử danh sơn thì có thể tùy ý giết người sao? Tiêu Chính Văn nhíu mày hỏi. Chương 2381. Mấy năm nay Tiêu Chính Văn sống ẩn dật, nên không có ý định xen vào chuyện của thiên hạ. Nhưng không ngờ đệ tử danh sơn bây giờ lại dám kiêu căng làm bừa đến vậy. Ôi, còn có thể thế nào được chứ? Người ta tùy ý viện cớ, nói trả thù môn phái gì đó, chuyện này cũng coi như kết thúc. Nói đến đây, Lục Thiên Lăng hướng ánh mắt ra ngoài cửa xe, nói, hai, nói thật, tôi thật sự rất nhớ vua Bắc Lương. Ít nhất lúc đó, dù là võ tông hay là danh sơn thì đều phải tuân thủ pháp luật. Đúng vậy, lúc đó, ngay cả thủ lĩnh của mấy đại danh sơn cũng phải cư xử đúng mực. Người tài xế cũng không phục nói. Lục Thiên Lăng khẽ xua tay ngắt lời, thôi. Đừng nhắc đến những chuyện này nữa. Chúng ta hãy nhanh chóng tìm một nơi nào đó dừng chân, cho dù có xem được gì hay không thì chúng ta vẫn phải ăn no ngủ đủ. Tài xế gật đầu rồi lái xe đến một thị trấn nhỏ cách đó vài cây số. Lúc này, trong một khách sạn sang trọng, một cậu chủ trẻ tuổi đang dựa vào ghế số pha nghe mấy người nam nữ trẻ báo cáo. Hắn tên Lạc Thiên Tề, là một trong số những đệ tử của Thiên Lăng Tử. Còn những người nam nữ trẻ xung quanh là thuộc hạ của hắn. Cậu chủ Lạc, mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa. Một người thanh niên trẻ trong số đó cung kính báo cáo Lạc Thiên Tề. Ừ, lần này nhất định phải gióng trống khua chiêng để sư phụ đứng ngang cùng Tiêu Chính Văn, nhất là những bình luận của phóng viên, nhất định phải đặc sắc mới được. Lạc Thiên Tề ngạo nghễ nói. Đương nhiên rồi, Tiêu Chính Văn đã là kẻ lỗi thời từ đời nào rồi chứ? Nhưng chuyện này liệu có làm kinh động đến giới chính trị không? Dù sao Tiêu Chính Văn cũng là vua Bắc Lương, chúng ta công khai công kích hắn, e rằng, bốp. Hắn còn chưa kịp nói xong, Lạc Thiên Tề đã giơ tay lên tát mạnh lên mặt hắn. Tôi nhắc lại, Tiêu Chính Văn đã trở thành dĩ vãng. Có thể để tên hắn xuất hiện cùng sư phụ tôi là đang đề cao hắn rồi.
Hơn nữa, cho dù Tiêu Chính Văn đích thân tới thì cũng chỉ có thể làm bàn đạp cho sư phụ tôi mà thôi. Hiểu chưa? Lạc Thiên Tề hung hăng trừng mắt nhìn người thanh niên. Vâng vâng vâng, cậu chủ Lạc, tôi biết sai rồi, tôi biết phải làm gì rồi. Người thanh niên trẻ ôm mặt bị đánh sưng vù, vội vàng cung kính đáp. Chương 2382. Lạc Thiên Tề cười khẩy. Thật ra điều này không phải là ý kiến hắn nghĩ ra mà là năm đại danh sơn chỉ bày mưu kế. Thậm chí trong chuyện này còn bóng dáng của Võ Thần Tông. Sở dĩ họ muốn làm như thế là để liên tục làm xấu hình ảnh của Tiêu Chính Văn trong lòng người dân Hoa Quốc. Để Tiêu Chính Văn từ một anh hùng trở thành một người bình thường. Chỉ khi mọi người quên đi những chiến tích trước đây của Tiêu Chính Văn, Võ Tông mới có khả năng kéo Thiên Tử ra khỏi vị trí hiện giờ, sau đó lên thay thế. Hắn nghĩ dù Tiêu Chính Văn còn sống thì có thể thế nào? Hiện giờ trong mấy đại danh sơn cao thủ nhiều như núi. Ngay cả sư phụ Thiên Lăng Tử của hắn cũng đã đạt đến cảnh giới ngang bằng với Tiêu Chính Văn. Trong tình hình này mà Tiêu Chính Văn vẫn có thể tạo ra uy hiếp gì lớn được sao? Lạc Thiên Tề khoát tay tỏ ý bảo mấy người lùi lại, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Thiên Lăng Tử. Nghe tín hiệu cuộc gọi kết nối, Lạc Thiên Tề nịnh nọt nói, sư phụ, con đã sắp xếp theo ý của người, phóng viên cũng là người của chúng ta. Nhưng con không hiểu Tiêu Chính Văn không tham dự vào chuyện này mà cũng phải kéo anh ta vào, sẽ không khiến người ủng hộ Tiêu Chính Văn vùng lên lần nữa chứ. Thật ra cái tên Tiêu Chính Văn này đã rất ít được người ta nhắc đến trong 1-2 năm nay. Lần này Thiên Lăng Tử và Trương Lăng Phong tranh giành Hoa Tử Tiêu lại chẳng liên quan gì đến Tiêu Chính Văn. Nếu lúc này nhắc đến Tiêu Chính Văn lần nữa, chỉ sẽ khiến tất cả mọi người có ấn tượng sâu với Tiêu Chính Văn hơn. Hừ, Thiên Lăng Tử lạnh lùng hừ một tiếng nói, đạo lý huyền diệu ở đây là thứ con có thể hiểu được sao? Nhắc lại tên của Tiêu Chính Văn là để mọi người nhớ lại, chỉ có khi tất cả mọi người đều nhớ Tiêu Chính Văn chỉ là cảnh giới thiên thần một sao. Chúng ta mới có thể làm giảm uy danh của hắn trong lòng người dân. Hơn nữa con cũng quá xem thường địa vị của Tiêu Chính Văn trong lòng người Hoa Quốc rồi. Đến giờ dinh thự trước đây của hắn vẫn còn được quân đội Hoa Quốc giữ gìn, không cho bất kỳ ai bước vào. Nhưng mỗi tháng dinh thự sẽ mở cửa mấy ngày, có hàng chục nghìn người dân đến tham quan. Chứng tỏ điều gì, mặc dù không ai nhắc đến tên của hắn, nhưng người này vẫn là mối đe dọa lớn nhất của chúng ta. Nghe thế, Lạc Thiên Tề mới hiểu được mấy phần. Ồ, hóa ra là thế, vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì? Lạc Thiên Tề khó hiểu hỏi. Hừ, tất nhiên là vào dinh thự, hoặc san bằng di sản mà Tiêu Chính Văn để lại trong lòng tất cả mọi người. Nói cách khác ai có thể vào được dinh thự trước thì sẽ có khả năng bước lên vị trí ở Thiên Tử Các. Chương 2383. Chỉ là trước khi danh tiếng của Tiêu Chính Văn bị hủy hoại. Bất kỳ ai chỉ cần dám cả gan tranh giành quyền lợi dinh thự thì sẽ trở thành kẻ địch phải giết của người dân Hoa Quốc, trước lúc đó việc chúng ta cần phải làm chính là kéo hắn từ trên xuống. Trước tiên khiến hắn trở thành một người bình thường, sau đó lại dùng thủ đoạn với người bình thường để giết chết hắn trong dòng sông lịch sử. Nghe gã nói thế, Lạc Thiên Tề như hiểu ra điều gì đó. Mặc dù Tiêu Chính Văn đã biến mất 4 năm, nhưng anh vẫn như một vị thần trong lòng người Hoa Quốc. Trước tiên phải bình thường hóa, nhân cách hóa một người như vị thần, cuối cùng mạnh tay giết chết đối phương. Diệt trừ từng người một trong thế lực Tiêu Chính Văn để lại thế giới này, xem như anh chưa từng xuất hiện. Quả nhiên là kế hay. Mấy đại danh sơn gần như có thể tiêu diệt toàn bộ tầm ảnh hưởng của Tiêu Chính Văn ở Hoa Quốc mà không tốn chút sức nào. Sau đó lại bảo người lên thay thế, tiện tay kéo Thiên Tử xuống, đạt được mục đích tranh giành quyền lợi Hoa Quốc. Sư phụ, vẫn là kế hoạch của người hay quá. Lạc Thiên Tề nói. Hừ, làm người điều quan trọng nhất là vận dụng đầu óc, thông minh đa mưu mới là điều quan trọng giành thắng lợi. Đã hiểu chưa, Thiên Lăng Tử dạy dỗ hắn bằng giọng điệu già nua. Vâng vâng, con hiểu rồi. Nói xong, Lạc Thiên Tề cúp máy, vội vàng sắp xếp người, còn tạo thanh thế ở trên mạng. Hôm sau, mấy người Tiêu Chính Văn cũng đến thành phố Lương Sơn dưới chân núi Lương Sơn. Nơi này là thành phố lớn duy nhất cách Lương Sơn chỉ có mười mấy cây số. Hơn nữa vì tin tức Hoa Tử Tiêu xuất thế nên đã có rất nhiều khán giả đến xem, nơi này đã sớm đông đúc chen lấn. Đừng nói là khách sạn cao cấp, dù chỉ là một nhà nghỉ bình thường cũng đã không còn phòng.
Cũng may trước khi đi, Lục Thiên Lăng đã đặt trước khách sạn, nếu không e là họ phải chen chúc nhau trên xe để qua đêm. Anh Tiêu, phía trước là khách sạn tôi đã đặt, đêm nay chúng ta ở đây. Lục Thiên Lăng chỉ vào một khách sạn xa hoa rồi nói với Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn gật đầu. Xem ra Lục Thiên Lăng này còn là người cẩn thận, thế nên anh cũng có thiện cảm với anh ta. Đóa hoa tử tiêu đã sắp nở hoàn toàn, cũng chính là lúc tác dụng thuốc của nó đạt đến trạng thái cao nhất, Thiên Lăng Tử và Trương Lăng Phong cũng tề tựu dưới chân núi Lương Sơn. Sự xuất hiện của họ lập tức thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Dù sao hai người họ cũng là nhân vật chính trong chuyện này. Nhất là Thiên Lăng Tử, vì sự tuyên truyền trên mạng đã có không ít người xem gã như Tiêu Chính Văn thứ hai. Ngay khi Thiên Lăng Tử vừa bước xuống máy bay, giao thông của cả thành phố Lương Sơn đều tê liệt. Chương 2384. Quanh sân bay có rất nhiều những người đang đứng đợi để chụp hình lưu niệm với Thiên Lăng Tử, chỉ thoáng chốc Thiên Lăng Tử trở thành tâm điểm của sự chú ý. Chỉ trong khoảng mấy cây số ngắn mà phải đi đến tận 3 tiếng đồng hồ, mấy người Tiêu Chính Văn mới đến được khách sạn Vọng Xuyên. Vừa đến khách sạn, Tiếp Tân bước đến đón, giúp Lục Thiên Lăng đỗ xe rồi cùng Tiêu Chính Văn đi vào sảnh lớn của khách sạn. Lục Thiên Lăng mời Tiêu Chính Văn đến khu vực nghỉ ngơi bên cạnh, còn anh ta và tài xế đích thân giúp Tiêu Chính Văn làm thủ tục nhận phòng. Khi Lục Thiên Lăng đã làm xong thủ tục nhận phòng, đi về phía Tiêu Chính Văn thì có mấy thanh niên nam có nữ có cũng đẩy cửa bước vào khách sạn. Nhóm thanh niên này đều ăn mặc rất thời thượng, hơn nữa ai nấy cũng có khí thế áp bức người khác, vừa nhìn đã có thể nhận ra là con cháu nhà giàu. Ôi trời, mệt quá đi mất, biết thế người ta đã không thèm đến xem hoa tử tiêu xuất thế gì đó. Bây giờ thì hay rồi, ngay cả khách sạn cũng chẳng có. Một người phụ nữ trẻ có vóc dáng khá cao, đeo kính râm đanh mặt, mất kiên nhẫn nói. Đúng thế, hơn nữa cậu nhìn xem khách sạn này, đẳng cấp thấp kém không nói làm gì, còn nhiều người như thế, ồn ào muốn chết. Tối nay bảo chúng ta ngủ thế nào được? Lại thêm một người phụ nữ trẻ tuổi vừa bước đi vừa oán giận nói. Linh Linh đừng tức giận, anh sẽ bảo anh Từ đến đây dọn dẹp một chút. Một thanh niên trong đó kiêu ngạo nói. Sau đó một người đàn ông trung niên cắt tóc đầu đinh nhanh chân bước đến quầy lễ tân. Ông ta nói với nhân viên phục vụ trong quầy lễ tân, đi gọi quản lý lễ tân của các cô đến đây. Nhân viên phục vụ rụt rè nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, thấy vẻ mặt ông ta tràn đầy sát khí, hơn nữa quanh người còn có uy lực của cường giả. Người kia hoảng sợ đến nỗi không dám thở mạng, vội vàng chạy ra khỏi quầy lễ tân đi gọi quản lý. Đúng lúc này, Lục Thiên Lăng cũng vừa lúc đi ngang qua bên cạnh đám thanh niên, một người đàn ông trẻ tuổi trong đó gỡ kính râm xuống nhìn Lục Thiên Lăng, ngạc nhiên nói, ồ, đây chẳng phải là sếp Lục sao? Vừa nghe giọng người kia, Lục Thiên Lăng cũng sửng sốt. Anh ta không ngờ lại có thể gặp người quen ở đây. Quay đầu lại nhìn người đàn ông trẻ tuổi, đầu tiên là sửng sốt, sau đó mỉm cười nói, đây chẳng phải là cậu Lý à? Lý Tiểu Phi là một trong các cậu chủ nhà giàu của tỉnh Xuyên. Hơn nữa hiện giờ đằng sau nhà họ Lý có Vân Kiếm Các ở Thiên Sơn danh tiếng lừng lẫy làm chỗ dựa. Thế nên mặc dù Lục Thiên Lăng lớn hơn Lý Tiểu Phi một thế hệ nhưng cũng chỉ có thể gọi đối phương một tiếng cậu Lý. Anh cũng ở đây à? Lý Tiểu Phi liếc nhìn Lục Thiên Lăng, khóe môi cong lên một nụ cười khẩy khinh bỉ nói. Đúng thế, tôi cũng vừa làm xong thủ tục nhận phòng. Lục Thiên Lăng mỉm cười đáp. Vậy các anh đổi khách sạn khác đi, khách sạn này tôi bao rồi. Lý Tiểu Phi thậm chí không thèm nhìn Lục Thiên Lăng đã khoát tay cao ngạo nói. Chương 2385. Nghe hắn nói thế, Lục Thiên Lăng sửng sốt tại chỗ. Lần đầu anh ta nghe nói có thể bao trọn khách sạn. Hơn nữa bây giờ ở thành phố Lương Sơn ngay cả nhà nghỉ nhỏ cũng đã chật kín người chứ đừng nói đến khách sạn, bảo họ đi đâu ở đây. Lục Thiên Lăng có ý từ chối, nhưng nhà họ Lý lại có mối quan hệ khăng khít với Thiên Sơn. Hơn nữa bây giờ khác với mấy năm trước, thế lực Võ Tông đã thâm nhập đến mọi ngóc ngách của thế tục. Lục Thiên Lăng là một thương nhân nhưng khi đứng trước các đại danh Sơn, chút giàu có của anh ta chỉ như một hạt cát không hề bắt mắt. Thiên Sơn có thể sử dụng thế lực trong thế tục của mình để khiến anh ta tiêu tan trong chớp mắt. Thấy Lục Thiên Lăng vẫn ngơ ngác đứng đó, không có ý định nhường lại phòng, Lý Tiểu Phi nhướng mày lạnh lùng nói, xếp Lục,
xem ra anh không định nể mặt tôi nhỉ? Hay là nhà họ Lục anh đã không xem Thiên Sơn ra gì rồi? Nghe hắn nói thế, Lục Thiên Lăng không khỏi rùng mình. Lý Tiểu Phi chụp tội ác này lên đầu anh ta, ai mà chịu được chứ? Không nể mặt Thiên Sơn, đừng nói anh ta chỉ là một thương nhân, ngay cả nhà giàu nhất ở tỉnh Xuyên cũng không dám nói lớn lối như thế. Lúc này không chỉ Lý Tiểu Phi mà ngay cả những người bên cạnh hắn cũng lạnh lùng nhìn anh ta với ánh mắt không mấy thiện cảm. Có người nào chơi chung với Lý Tiểu Phi là không phải là nhà có tai to mặt lớn đâu. Hơn nữa người phụ nữ lên tiếng đầu tiên lúc nãy còn là bạn gái của một nhân vật tầm cỡ. Có thể nói tùy ý chọn một người trong số họ đều là người mà tầng lớp như Lục Thiên Lăng không đắc tội nổi. Cậu Lý, cậu nghe tôi nói, tôi, không để Lục Thiên Lăng nói hết câu, một người đàn ông trung niên mặc áo vest sải bước đi đến. Xảy ra chuyện gì thế? Ai tìm tôi? Người đàn ông trung niên bước đến trước mặt mấy người này, lướt nhìn đám người Lý Tiểu Phi. Ông là quản lý tiền sảnh à? Lý Tiểu Phi lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên nói. Phải, tôi là quản lý ở đây, xin hỏi cậu này tìm tôi có chuyện gì? Người đàn ông trung niên khách sáo nói. Cũng không có chuyện gì lớn, hôm nay chúng ta muốn ở đây nên làm phiền ông dọn dẹp một chút, chúng tôi bao trọn cả khách sạn này. Lý Tiểu Phi vừa nói vừa lấy một tấm thẻ ngân hàng ra ném lên mặt người đàn ông trung niên. Quản lý tiền sảnh không kịp né đã bị tấm thẻ ngân hàng đập vào mặt, một âm thanh rõ to vang lên, người đàn ông trung niên cảm thấy mặt mình nóng rát. Cậu này, cậu làm thế không đúng lắm nhỉ? Chúng tôi rất vui lòng chào đón các vị đến ở trong khách sạn, nhưng không thể vì các vị mà chúng tôi phải đuổi hết khách khác đi được. Người đàn ông trung niên sầm mặt đưa thẻ ngân hàng lại cho Lý Tiểu Phi. Chương 2386. Ông nói gì cơ? Lý Tiểu Phi vừa dứt lời, người đàn ông tên là anh từ bước đến trước mặt quản lý tiền sảnh như một cung tên, vung tay lên tát lên mặt quản lý tiền sảnh một bạt tai. Bốp, quản lý lễ tân bị đánh nghiêng lảo đảo suýt nữa thì té xuống đất. Bây giờ thì sao? Đuổi hết đám người ở đây đi, có vấn đề gì sao? Lý Tiểu Phi cười khẩy, thích thú nhìn quản lý. Cậu này... E rằng cậu không có ý định ở lại khách sạn mà đến gây chuyện phải không? Ông chủ khách sạn chúng tôi cũng có chút quan hệ với Võ Tông. Nói xong, người đàn ông trung niên khoát tay, hai bảo vệ bước đến. Hai người này không phải là người bình thường, người nào cũng có thực lực cảnh giới chiến thần ba sao. Điều này hoàn toàn không thể tưởng tượng được trước khi linh khí khôi phục. Dù là một đất nước có quy mô trung bình thì cường giả chiến thần cũng là thống soái một phương. Nhưng hiện giờ lại chỉ có thể lăn lộn làm bảo vệ của một khách sạn nhỏ. Hơi thở của hai cường giả cảnh giới chiến thần phóng ra cùng lúc, sát khí ngùn ngụt lan ra xung quanh, nhiệt độ cũng giảm xuống 3 độ. Nhưng Lý Tiêu Phi và đám người phía sau hắn lại cười khẩy lắc đầu, không hề tỏ vẻ sợ hãi. Anh Từ, chuyện này giao cho anh, chúng tôi qua bên đó uống trà, giải quyết nhanh lên nhé. Nói xong. Lý Tiểu Phi dẫn đám thanh niên ngồi xuống sofa bên cạnh, nhàn nhã uống trà. Vị này, một bảo vệ trong đó vừa sải bước lên trước, chỉ thấy anh Từ giơ tay lên dùng sức đánh ra một đòn, bảo vệ đó văng ra xa đến 7-8 mét, nôn ra máu rồi chết ngay tại chỗ. Thấy đồng nghiệp của mình bị anh Từ một chiêu đánh chết, một bảo vệ khác hoảng hốt lùi về sau, đâu còn dám bước đến trước nửa bước. Các ông dám hành hung nơi công cộng. Tôi nói cho các ông biết bây giờ vẫn chưa phải là thiên hạ của Võ Tông, Hoa Quốc có luật pháp. Thấy bảo vệ bị giết, quản lý tiền sảnh lập tức nổi giận. Mặc dù Võ Tông có thế lực lớn khủng khiếp nhưng ít nhất người nắm quyền hành cao nhất ở Hoa Quốc vẫn là giới chính trị. Có vài chuyện Võ Tông cũng không thể làm quá. Chẳng hạn như cảnh tượng hành hung nơi công cộng vừa rồi đã vi phạm pháp luật. Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn, tôi nói lại lần nữa. Chúng tôi bao trọn khách sạn này, lập tức đuổi hết người của ông đi. Lý Tiểu Phi lạnh lùng nhìn quản lý tiền sảnh, không hề để tâm đến sự uy hiếp của ông ta. Cậu, sao vậy, ông chủ các ông có chỗ dựa vững chắc sao? Lớn hơn cả Vân Kiếm các Thiên Sơn chúng tôi cơ à? Lý Tiểu Phi bắt chéo hai chân giễu cợt nói. Nghe hắn nói thế, quản lý tiền sảnh sửng sốt. Chương 2387. Anh Từ lạnh lùng nhìn một bảo vệ khác. Bảo vệ đó hoảng sợ vội vàng chạy ra ngoài. Mấy chữ Vân Kiếm các Thiên Sơn như thể ôn thần.
Rất nhiều khách nghe thấy tin tức này bèn nhanh chóng thu dọn đồ đạc vội vã chạy đến chỗ lễ tân trả phòng. Khách đang đợi nhận phòng ở sảnh lớn cũng không dám lên tiếng, lùi về sau rồi chạy ra ngoài. Không lâu sau, cả sảnh lớn khách sạn đã không còn một bóng người. Từ khi linh khí quay lại, võ tông cũng tung hoành khắp thế tục. Các học viện, các tông của năm đại danh sơn cũng không kiêng nể gì lộng hành khắp nơi. Thế nên Vân Kiếm Các Thiên Sơn mà Thiên Sơn mới thành lập chính là danh từ thay thế cho sự xấu xa. Thật ra Vân Kiếm Các thu nhận đều là những thương nhân giàu có. Mối quan hệ giữa Thiên Sơn và họ cũng rất đơn giản, thương nhân đóng góp tài sản cho Thiên Sơn cho họ sự an toàn và địa vị ưu việt trong võ tông. Đáng sợ hơn không phải là tên Vân Kiếm Các Thiên Sơn này mà là cao thủ Thiên Sơn trong Vân Kiếm Các. Nghe nói các chủ của Vân Kiếm Các Thiên Sơn là một cao thủ cảnh giới thiên thần một sao. Hơn nữa người này còn quay về từ ngoài lãnh thổ chứ không phải là thiên thần không có kinh nghiệm chiến đấu ở giới thế tục. Thế nên Vân Kiếm Các có tầm ảnh hưởng rất lớn trong thế tục. Dù là vài gia tộc nhỏ có mối liên hệ với các tông môn khác của võ tông cũng phải nể mặt Vân Kiếm Các Thiên Sơn. Lúc này sắc mặt Lục Thiên Lăng cũng vô cùng khó coi nhìn Tiêu Chính Văn nói, anh Tiêu, hay là chúng ta cũng đổi nơi khác nhé, Vân Kiếm Các Thiên Sơn quả thật không thể đắc tội được. Tiêu Chính Văn chỉ nhàn nhã thưởng thức trà như thể những chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Cho đến khi người trong đại sảnh đi gần hết, chỉ còn lại bàn của Tiêu Chính Văn và Lục Thiên Lăng, Lý Tiểu Phi không khỏi nhíu mày. Hắn sải bước đi đến trước mặt họ, cực kỳ không vui nói, sao vậy, xếp Lục không muốn đi à? Không để Lục Tiểu Lăng đáp lời, quản lý tiền sảnh cúi đầu bước đến. Bây giờ khách đã chạy hết rồi. Thôi thì để Lý Tiểu Phi bao trọn vẫn tốt hơn để khách sạn trống không. Thế là ông ta bước đến nói, cậu này, khách sạn chúng tôi có thể bao trọn cho cậu nhưng về tiền, bốp. Ông ta vừa dứt lời, mặt đã bị tát một cái thật mạnh. Tiền, ông đang đòi tiền Vân Kiếm Các Thiên Sơn đấy à? Đừng nói đến khách sạn nhỏ của ông, dù là khách sạn xa hoa nhất Long Kinh, Vân Kiếm Các Thiên Sơn cũng có thể ra vào tùy thích, không cần chi ra một xu. Ông hỏi tôi muốn tiền là xem thường Vân Kiếm Các Thiên Sơn hay là xem thường ông đây thế hả? Nói xong, Lý Tiểu Phi đạp vào bụng dưới của quản lý tiền sảnh. Quản lý tiền sảnh bị đá mông đập xuống đất, nhưng ngay sau đó ông ta rút điện thoại ra chỉ vào Lý Tiểu Phi nói, các cậu làm thế là đánh đập giữa ban ngày. Chương 2388. Có tin bây giờ tôi báo cảnh sát bắt các người không? Không thể Lý Tiểu Phi lên tiếng, anh từ bên cạnh cười khẩy nói. Hừ, báo cảnh sát ư. Nếu tôi là ông thì chắc chắn sẽ không làm ra hành động dại dột như thế. Nghĩ đến người nhà của ông, vợ con ông. Lý Tiểu Phi cũng cười khẩy nói, hai, bây giờ có rất nhiều chuyện võ tông đánh nhau vô tình làm hại đến tính mạng người khác, giao kiếm không có mắt mà. Lý Tiểu Phi vừa nói hết câu, quản lý lễ tân đã sững sờ tại chỗ. Bọn họ nói không sai chút nào. Dù bây giờ quản lý lễ tân có bảo cảnh sát bắt bọn họ lại thì nhiều nhất cũng chỉ bị tạm giam vài ngày mà thôi. Thế nhưng người nhà ông ta phải làm sao? Những người này chắc chắn nói được làm được. Không thể bởi vì tức giận nhất thời mà khiến cho cả nhà đều rơi vào nguy hiểm. Huống hồ đối phương còn là người của Vân Kiếm Các Thiên Sơn. Dù có tìm một số tông môn tới hòa giải thì đối phương cũng tuyệt đối không bỏ qua. Mặc dù bây giờ giới chính trị vẫn có tính ràng buộc nhất định đối với võ tông, thế nhưng đó cũng chỉ là ở trên tầng lớn hơn mà thôi. Những người dân nhỏ bé giống như ông ta, dù giới chính trị có muốn đứng ra thì cũng không quá nhiệt tình. Lúc quản lý lễ tân đang do dự, Tiêu Chính Văn chậm rãi đặt tách trà xuống, quay đầu nói với quản lý lễ tân, căn phòng mà chúng tôi đặt trước đó, giờ đã có thể vào ở được chưa? Tiêu Chính Văn vừa nói hết câu. Người đầu tiên ngơ ngác là Lục Thiên Lăng. Đồng thời, mấy người Lý Tiểu Phi cũng đổ dồn ánh mắt kỳ quái về phía Tiêu Chính Văn. Ban nãy Lý Tiểu Phi cũng đã nói, bọn họ là người của Vân Kiếm Các Thiên Sơn, hơn nữa khách sạn này đã được bọn họ bao hết, Tiêu Chính Văn lại không biết thức thời vậy sao? Có điều Lý Tiểu Phi lại không nổi điên ngay lập tức. Bởi vì từ đầu tới cuối, hắn đều đang chú ý tới nhất cử nhất động của Tiêu Chính Văn. Giống như ban nãy. Khi tên bảo vệ bị anh Từ giết chết chỉ với một đòn, gần như tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về bên đó, chỉ có Tiêu Chính Văn chẳng liếc nhìn dù chỉ một lần. Thậm chí ban nãy lúc hắn nói ra năm chữ Vân Kiếm Các Thiên Sơn,
những người khác đều sợ hãi hốt hoảng, nhưng Tiêu Chính Văn vẫn bình thản như thường. Điều này chứng tỏ chắc chắn Tiêu Chính Văn có người chống lưng, nếu không sao lại không sợ cơ chứ? Lý Tiểu Phi đánh giá Tiêu Chính Văn một lượt bằng ánh mắt nghiêm trọng, nhíu mày nói, người của nhà họ Trương ở Thiên Sơn. Thế nhưng Lý Tiểu Phi vừa mới thốt lời này ra đã lập tức lắc đầu lia lịa. Tiêu Chính Văn không thể là người của nhà họ Trương ở Thiên Sơn. Bởi vì Tiêu Chính Văn còn quá trẻ, mà trong số lớp trẻ của nhà họ Trương ở Thiên Sơn, người kiệt xuất duy nhất là Trương Lăng Phong. Chương 2389. Gia quy nhà họ Trương vô cùng nghiêm khắc, bình thường con cháu nhà họ Trương căn bản sẽ không thể tùy ý đi lại bên ngoài. Người duy nhất có thể tự do đến đây chỉ có Trương Lăng Phong. Thanh niên trước mắt là Trương Lăng Phong sao? Không thể nào, ngoại trừ nhà họ Trương, đệ tử Hoa Sơn và Hằng Sơn cũng có những đặc trưng rất rõ ràng. Dù bọn họ có đi tới đây thì cũng sẽ mặc đạo bào để thể hiện thân phận của bản thân. Còn về hai danh sơn lớn khác, bây giờ vẫn chưa có thông lệ đệ tử trẻ tuổi trong môn phái được phép đi lại tùy ý. Nếu như người trước mắt không phải đệ tử của năm đại danh sơn, vậy thì tên này đúng là tự tìm đường chết. Nhìn thấy bầu không khí càng trở nên căng thẳng, Lục Thiên Lăng lo lắng Tiêu Chính Văn sẽ gặp chuyện, vội vàng bước nhanh tới trước mặt Lý Tiểu Phi, nói cậu chủ Lý, thật tình xin lỗi cậu, chúng tôi đều tới từ Sơn Thành, tôi nghĩ anh ấy chỉ, ồ, người Sơn Thành. Lý Tiểu Phi ban nãy vẫn còn đang hoài nghi, vừa nghe thấy lời này, sắc mặt đã lập tức trở nên lạnh tanh. Theo những gì Lý Tiểu Phi biết, trong số những đệ tử nổi danh của năm đại danh sơn không có người bên phía Sơn Thành, đa phần đều đến từ Duyên Hải Đông Nam. Điều này cũng đã nói lên rằng Tiêu Chính Văn căn bản chẳng có bối cảnh gì to tát. Hừ, đúng là nước nông thì nhiều rùa, khắp nơi đều là đại ca. Một kẻ dân thường mà cũng dám tỏ vẻ với ông đây. Vậy thì không trách tôi được đâu. Anh Từ, đi dạy cho hắn một bài học đi, để hắn biết nên cư xử với Vân Kiếm các Thiên Sơn chúng ta như thế nào. Lý Tiểu Phi lạnh lùng bật cười rồi châm một điếu thuốc lá, tiện miệng nhả ra một vòng khói, trong ánh mắt ngập tràn vẻ giễu cợt và chế nhạo. Nếu là trước đây, Lý Tiểu Phi có lẽ sẽ không buồn chấp nhặt với một tên rác rưởi dưới đáy xã hội. Thế nhưng hôm nay thì khác. Trong đám nam nữ này có nữ thần mà Lý Tiểu Phi đã theo đuổi 2 năm. Ở trước mặt nữ thần thì buộc phải diễn cho thật ngầu mới được. Cậu chủ Lý, đánh tàn phế hay là đánh chết luôn? Anh Từ cũng rất phối hợp hỏi một câu. Hừ, đối đầu với Vân Kiếm các Thiên Sơn chúng ta thì còn cần thiết phải sống nữa sao? Đánh chết luôn đi, còn về người nhà của hắn thì thôi vậy. Lý Tiểu Phi bình thản lên tiếng. Giống như việc bọn họ đang nói không phải giết người mà là bóp chết một con kiến nhỏ bé. Mặc dù trong lòng Lục Thiên Lăng nóng như lửa đốt, nhưng cũng đã tới nước này rồi, anh ta đâu dám nói thêm nửa chữ. Nếu như thật sự chọc giận Lý Tiểu Phi thì ngay cả anh ta cũng sẽ bị liên lụy. Chỉ thấy anh Từ khẽ gật đầu, sau đó sải bước chân, bừng bừng sát khí tiến về phía Tiêu Chính Văn. Người tên là anh Từ này đã có thực lực ở cảnh giới Thiên Vương 3 sao. Vậy nên ban nãy chỉ cần dùng một chiêu đã giết chết cao thủ ở cảnh giới chiến thần 3 sao. Chương 2390. Mà ở trong mắt hắn, khắp người Tiêu Chính Văn, ngay cả một chút khí tức nên có của cao thủ cũng chẳng có, điều này nói lên rằng đối phương chẳng qua chỉ là một người bình thường mà thôi. Thằng danh, mày nói đi, mày muốn, vào lúc anh Từ cao ngạo siết tay thành nắm đấm, quan sát Tiêu Chính Văn bằng vẻ mặt giễu cợt, chuẩn bị cho anh một đòn chí mạng. Tiêu Chính Văn đột nhiên quay đầu lại ngắt lời, ý của anh là Vân Kiếm các Thiên Sơn mấy người có thể tùy ý định đoạt sự sống chết của người khác sao? Nghe thấy câu hỏi này của Tiêu Chính Văn, tất cả mọi người đều phá lên cười. Anh Từ vừa cười vừa lắc đầu lia lịa, nói, thằng danh, đắc tội với Vân Kiếm các Thiên Sơn đồng nghĩa với việc mày đã được lĩnh giấy chứng tử rồi đó. Giết mấy người bình thường như mày chỉ giống như dẫm chết một con dẹp mà thôi. Mạng của mày không đáng tiền. Tao, bốp, hắn vẫn chưa nói hết câu thì cả người đã bay ra xa hơn chục mét, đập mạnh vào một trụ đá bên trong khách sạn. Dầm, khi cơ thể của anh Từ nặng nề ngã xuống đất, ngay cả mặt đất lát bằng đá cẩm thạch cũng lún xuống thành một cái hố lớn hình người. Mày, anh Từ đỏ mặt tía tai, mở to hai mắt với vẻ không cam tâm nhìn Tiêu Chính Văn chằm chằm. Nhưng một giây sau, máu tươi đã phun ra từ trong khoang miệng hắn, chết không kịp ngáp. Nhìn thấy cảnh tượng này, mấy người Lý Tiểu Phi sợ khiếp vía,
đứng phát dậy khỏi sofa ngay tức thì. Mặc dù anh Từ không phải cao thủ tuyệt đỉnh gì, nhưng cao thủ ở cảnh giới thiên vương 3 sao cũng đã đủ chấn động một phương. Mà ban nãy, bọn họ thậm chí còn chưa nhìn thấy Tiêu Chính Văn ra tay như thế nào thì anh Từ đã bỏ mạng tại chỗ. Anh Từ là người do Thiên Sơn cử đến phụ trách bảo đảm an toàn cho bố của Lý Tiểu Phi. Hắn là đệ tử trong môn phái của Thiên Sơn đấy. Đừng nói là một người bình thường như Tiêu Chính Văn, dù là người của các danh sơn lớn khác thì cũng không dám tùy tiện ra tay làm người khác bị thương. Huống hồ là giết chết, đây gần như đã ngang với việc tuyên chiến với Thiên Sơn. Mày to gan lắm, ngay cả đệ tử trong môn phái của Thiên Sơn mà cũng dám giết. Ngay cả giọng nói của Lý Tiểu Phi cũng mang theo vẻ khiếp sợ, gương mặt đã trở nên tái nhợt. Từ khi nhà họ Lý gia nhập vào Vân Kiếm Các Thiên Sơn vào mấy năm trước, vẫn chưa từng có người nào dám ra tay với anh Từ. Bốp, Tiêu Chính Văn giơ tay giáng một bạt tai lên mặt Lý Tiểu Phi, lạnh lùng cười nói, đệ tử của Thiên Sơn thì đã sao? Rất ghê gớm lắm à, Thiên Sơn là cái thá gì, cho rằng bản thân là một sơn môn lớn trong võ tông là có thể để mặc cho đệ tử tùy ý ức hiếp người dân sao? Giết người bình thường giống như dẫm chết một con dẹp, ai cho hắn sự tự tin này, anh cho hắn cái quyền này hả, còn cả mày, mày cho rằng mình là cái thá gì? Mở mồm ra là muốn lấy mạng người khác. Chương 2391. Nghe thấy mấy lời này, Lý Tiểu Phi nhất thời sững sờ. Đây mới là lần đầu tiên hắn gặp phải một kẻ ngông cuồng ngay cả mấy danh sơn lớn cũng không coi ra gì. Đối phương này không chỉ ngông cuồng mà còn có thực lực. Xem ra mấy danh sơn lớn cũng nên chỉnh đốn lại một lần. Nếu không chỉ cần là đệ tử danh sơn là có thể tùy ý giết người cho vui, coi thường pháp luật thế gian sao? Dứt lời, Tiêu Chính Văn túm lấy cổ áo của Lý Tiểu Phi rồi nhấc bổng hắn lên. Ban nãy mày nói với hắn gì cơ? Vợ con của ông ta, mày định làm gì vợ con ông ta hả? Nói, Tiêu Chính Văn lạnh lùng chỉ vào quản lý lễ tân rồi chất vấn. Danh con, mày còn không mau dừng tay. Một người thanh niên cùng đến với Lý Tiểu Phi đột nhiên gào lên một tiếng, lao tới trước muốn bẻ gãy cánh tay của Tiêu Chính Văn. Thế nhưng hắn vừa dứt lời, một tiếng vang rất kêu đã truyền tới ngay tức thì. Tiêu Chính Văn giáng một cú tát khiến hắn bay ra xa 3-4 mét, ngay cả mấy bàn trà bên cạnh cũng bị hắn va đổ. Mấy người câm mồm vào cho tôi, nếu không thì chết. Tiêu Chính Văn dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua gương mặt của mấy nam nữ thanh niên kia. Ai nhiều lời nữa thì chết. Đám thanh niên phía sau Lý Tiểu Phi tràn đầy căm phẫn, nhưng đứng trước thực lực tuyệt đối họ cũng chỉ có thể cúi đầu chịu thua. Mặc dù đám người này ai cũng có chỗ dựa rất vững chắc. Nhưng tiếc là lần này ra ngoài lại không có cao thủ đi theo. Trong mắt họ chỉ cần nói tên chỗ dựa của mình ra thì tất cả mọi người đều phải nể mặt họ. Chỉ riêng năm chữ Vân Kiếm Các Thiên Sơn cũng đủ để uy hiếp mọi thứ. Nhưng không ngờ hôm nay lại gặp phải tên lỗ mãng Tiêu Chính Văn này, hoàn toàn mặc kệ chống lưng và chỗ dựa của họ, mỗi lần ra tay đều là chiêu chí mạng. Ngay cả anh Từ đến bảo vệ Lý Tiểu Phi cũng bị giết chết trong tích tắc. Đám người này ngoài việc tự nhận mình xui xẻo ra thì còn có thể làm được gì? Lý Tiểu Phi nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn. Hắn đường đường là cậu chủ nhà họ Lý, thế mà hôm nay lại bị tát một bạt tai, còn bị túm lấy cổ áo chất vấn, hắn đâu thể chấp nhận được nỗi nhục nhã này. Nhưng hắn cũng biết hiện giờ mình không thể làm gì đối phương được. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Lý Tiểu Phi. Vung tay lên đánh thêm mấy cái nữa. Đánh đến mức Lý Tiểu Phi nôn ra máu, răng cũng rơi đầy đất. Lúc này không gian im phăng phắc, ngay cả những người đi cùng Lý Tiểu Phi cũng trố mắt nhìn. Hài lòng rồi chứ? Chương 2392. Tiêu Chính Văn nhìn Lý Tiểu Phi, sau đó vung tay lên ném hắn đến trước cửa khách sạn và nói với đám người phía sau Lý Tiểu Phi còn không mau cút đi. Mấy người đó như vừa tỉnh mộng. Vội vàng chạy ra khỏi khách sạn, phóng chạy như bay. Lý Tiểu Phi được hai thanh niên đỡ dậy chạy ra ngoài khoảng mấy trăm mét thì bỗng dừng lại, hung ác quay đầu lại nhìn về phía khách sạn. Sau đó hắn lấy điện thoại ra. Tuyệt đối không thể bỏ qua chuyện này được. Điều đáng sợ nhất là người ra tay đánh hắn lại là một nhân vật nhỏ ở Sơn Thành. Nhà họ Lý nhất định phải đòi lại công bằng. Mau điều tra cho tôi thằng chó bên cạnh Lục Thiên Lăng có lai lịch thế nào. Tôi muốn khiến hắn chết không toàn thây. Lý Tiểu Phi siết chặt điện thoại, run rẩy vì tức giận hét lên.
Kể từ khi nhà họ Lý gia nhập vào Vân Kiếm Các Thiên Sơn, có ai dám xem thường hắn? Ngay cả người dám cãi tay đôi với hắn cũng không có, chứ đừng nói là đánh hắn. Hơn nữa lần này anh Từ mà Vân Kiếm Các cử đến bảo vệ cho bố hắn cũng chết thảm trong tay đối phương, vẫn phải giải thích với Thiên Sơn. Tiểu Phi, cậu yên tâm đi, sau khi về tôi cũng sẽ nói chuyện này với sư phụ tôi. Hừ, tên này dám đắc tội với người Thiên Sơn, hắn có mọc thêm cánh cũng không thoát khỏi lòng bàn tay chúng ta. Mấy thanh niên nam nữ bên cạnh Lý Tiểu Phi cũng phụ họa theo. Mấy người họ ai mà không có lai lịch và chỗ chống lưng lớn mạnh, chỉ riêng hai thanh niên đỡ Lý Tiểu Phi lúc nãy cũng đã là đệ tử ngoại môn của Học viện Kiếm thuật Thiên Sơn. Học viện Kiếm thuật Thiên Sơn là sự tồn tại đáng sợ hơn cả Vân Kiếm Các, nghe nói trong đó đã có người sắp đột phá đến cảnh giới thiên thần. Dám đắc tội với người của Thiên Sơn, dù đối phương là ai cũng chỉ có một con đường chết. Sau khi đám người kia đi khuất, Tiêu Chính Văn bước đến kiểm tra vết thương cho quản lý tiền sảnh, mặc dù chỉ là vết thương ngoài da nhưng đã xem như không nhẹ với người bình thường rồi. Thế nào, cần gọi cấp cứu giúp ông không? Tiêu Chính Văn nhìn bụng dưới của quản lý tiền sảnh. Mặc dù cái đạp đó của Lý Tiểu Phi không gây ra nội thương cho ông ta nhưng xương sườn bên trái của ông ta đã bị gãy. Tôi không sao, chút vết thương nhỏ ấy mà, về bôi thuốc lên là khỏi. Thật sự cảm ơn cậu vì chuyện hôm nay. Quản lý tiền sảnh cố hết sức đứng lên, che vết thương của mình lại rồi cúi người với Tiêu Chính Văn. Đừng khách sáo, chỉ là chuyện nhỏ thôi, nhưng tôi lo sau này họ sẽ đến gây rắc rối cho ông, nếu họ đến nữa thì cứ gọi vào số này. Dứt lời, Tiêu Chính Văn đưa số điện thoại cho quản lý tiền sảnh. Số này không phải là số của Tiêu Chính Văn, mà là số của Long Nguyệt. Chương 2393. Điện thần Long tùy ý cử một người đến cũng có thể giải quyết ổn thỏa mấy nhân vật nhỏ này trong tích tắc. Lúc nãy Tiêu Chính Văn không ra tay nặng với đám người Lý Tiểu Phi cũng vì lo lắng chuyện này, một khi người Thiên Sơn tìm đến quản lý này thì ông ta sẽ không có cơ hội sống. Cậu này, thật sự rất cảm ơn cậu đã làm xong thủ tục nhận phòng chưa? Tôi sẽ tự tay làm giúp cậu. Quản lý tiền sảnh vô cùng biết ơn nói. Chúng tôi làm xong rồi, không làm phiền ông nữa, ông cứ làm việc đi. Vừa nói, Tiêu Chính Văn vừa lấy một bình sứ đưa cho quản lý tiền sảnh, bên trong là thuốc trị vết thương thượng hạng. Quản lý cực kỳ biết ơn đưa mấy người Tiêu Chính Văn vào thang máy. Cho đến khi bước vào trong thang máy, Lục Thiên Lăng mới cảm thấy sợ hãi nói với Tiêu Chính Văn, anh Tiêu, tên họ Lý này có lai lịch không nhỏ, còn có quan hệ thân thiết với Thiên Sơn. Sau này e là sẽ không có lợi cho anh. Binh đến thì tướng chặn, có gì đáng sợ đâu, Tiêu Chính Văn bình thản nói. Nghe thế Lục Thiên Lăng khẽ thở dài nói, thật ra không phải chúng tôi sợ mà là từ khi linh khí khôi phục, người trong võ tông chưa từng xem chúng tôi là người. Họ hàng thân thích gần xa của tôi đều bị giết hết cả gia tộc. Nếu không phải vì nhà tôi có quan hệ thân thiết với xếp lãnh, e là bây giờ cũng không có cơ hội phục vụ cho anh Tiêu rồi. Lúc này Lục Thiên Lăng đã phục Tiêu Chính Văn sát đất. Đừng nói là người bình thường, dù là tông phái võ tông bình thường cũng không dám khiêu khích Thiên Sơn, chứ đừng nói gì đến đánh người. Nhưng Tiêu Chính Văn không chỉ đánh mà còn giết người của Vân Kiếm Các Thiên Sơn chỉ trong một đòn tấn công. Lẽ nào các anh cứ để mặc chúng bắt nạt sao? Tại sao không đi báo cảnh sát? Tiêu Chính Văn nhíu mày nói. Giới chính trị Hoa Quốc tuyệt đối sẽ không bỏ mặc chuyện này. Chỉ cần nhận được tin chắc chắn sẽ bảo người đến giải quyết. Hai, anh Tiêu, anh không biết rồi, không phải Hoa Quốc mặc kệ, chỉ cần báo lên trên, giới chính trị nhất định sẽ can thiệp vào. Hơn nữa đa số đều sẽ nói giúp cho những người bình thường như chúng tôi, nhưng vấn đề là dù tạm thời giải quyết được chuyện thì sau này sẽ thế nào. Đám người võ tông này đến hay đi cũng không để lại dấu vết, giết người như ăn cơm. Nói thẳng ra, chúng tôi thật sự rất nhớ vua Bắc Lương, nếu anh ấy không sống ẩn thì tôi tin đám người này không dám láo xược như vậy. Ừ, xem ra võ tông quá đáng lắm rồi. Tiêu Chính Văn gật đầu, không nói gì thêm nữa. Ngay đêm hôm đó, hai luồng sáng trắng chiếu thẳng lên trời, lần lượt bay về hướng núi Đại Lương. Hai luồng sáng liên tục thay đổi như hai chiếc cầu vồng di động, không lâu sau tụ lại dưới chân núi Đại Lương. Mọi người nhìn hai luồng sáng đó kìa. Là ánh sáng do Trương Lăng Phong và Thiên Lăng Tử phát ra, hơn nữa bây giờ trong vòng 10 cây số quanh núi Đại Lương đã được dọn sạch.
Nghe nói, hoa tử tiêu đó sẽ nở vào khoảng 9 giờ sáng mai. Điều này cũng có nghĩa là cuộc đối đầu của Trương Lăng Phong và Thiên Lăng Tử sẽ kết thúc trước sáng ngày mai. Đến lúc đó Hân Nhi nhất định sẽ cố gắng phát sóng trực tiếp cho mọi người. Một Livestreamer xinh đẹp cầm điện thoại đang Livestream. Sáng sớm hôm sau, khi bình minh ló dạng, hai luồng sáng bảy màu chiếu sáng cả núi Đại Lương. Là tín hiệu hoa tử tiêu sắp nở. Lúc này vô số ánh mắt đều nhìn chăm chú vào cảnh tượng kỳ lạ này. Cùng lúc đó xung quanh núi Đại Lương cũng bị người Thiên Sơn và Hằng Sơn bao vây, không một ai có thể tự ý xông vào. Dưới chân núi cũng có không ít người đến xem, nhưng đều bị chặn ngoài đường lên núi Đại Lương. Anh Tiêu, nếu đi tiếp e là sẽ có nguy hiểm, người của mấy đại danh Sơn đã phong tỏa các con đường rồi. Hơn nữa vì linh khí quay lại nên thú dữ trong núi cũng rất đáng sợ, chúng ta đừng đi nữa. Lục Thiên Lăng vừa nói vừa quay đầu lại nhìn Tiêu Chính Văn. Chương 2394. Thật ra, tin tức phát hiện một đóa hoa tử tiêu ở núi Đại Lương vừa truyền đi đã có rất nhiều người bình thường biết được tin này trước. Nhưng nhiều đội thám hiểm cũng chỉ dám vây quanh núi Đại Lương dò thám tình hình mà thôi, không dám leo lên núi. Từ sau khi linh khí khôi phục, thú dữ trong núi tăng lên rất nhiều, ngay cả kích thước của các thú dữ như sư tử, hổ cũng tăng lên không chỉ gấp đôi. Hơn nữa ngay cả gấu đen trong núi cũng hung dữ hơn. Trước đây người bình thường chỉ cần mang theo súng, vài người lập một nhóm là có thể tùy ý vào núi. Nhưng bây giờ trừ khi có tổ chức quân đội chính quy, nếu không lên núi là tương đương với việc nộp mạng. Dù là quân đội chính quy cũng sẽ thường xuyên bị thú dữ tấn công, trở thành thức ăn trong miệng thú dữ. Không lâu trước đó, một đoàn của Âu Lục sau khi đi vào một ngọn núi lớn thì mất tích luôn. Mãi đến một tháng sau mới tìm được thi thể của họ bằng máy bay không người. Cả một đoàn người bị ba con hổ ăn thịt, đúng là thảm không nỡ nhìn. Từ sau khi chuyện này được truyền ra, dù là quân đội cũng cố ý tránh những nơi rừng rậm đó chứ đừng nói là người bình thường. Tiêu Chính Văn ngẩng đầu lên nhìn vực sâu núi Đại Lương, vỗ vai Lục Thiên Lăng nói, được rồi, các anh cứ đợi tôi ở đây, một mình tôi vào đó. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời. Tiếng hổ gầm kinh thiên động địa vang lên từ trong núi sâu. Sau tiếng gầm đó, ngay cả lá cây ở chỗ mấy người Tiêu Chính Văn cũng chấn động rơi xuống. Anh Tiêu, gặp phải hổ dữ trong núi không phải là chuyện đùa. Mấy năm gần đây, sức tấn công của mấy thú dữ này quá mạnh, chỉ cần thấy người thì dù nó không đói cũng sẽ tấn công. Tôi nghĩ anh đừng vào đó thì hơn. Lục Thiên Lăng lo lắng nói. Tiêu Chính Văn chỉ bình thản cười. Sau đó đẩy cửa ra bước xuống. Nhưng ngay sau đó khi Lục Thiên Lăng tìm kiếm Tiêu Chính Văn thì không đã còn thấy bóng dáng của anh nữa. Bây giờ núi Đại Lương đã khác hẳn lúc trước. Trước đây mặc dù nơi này cũng có vài loại động vật nhỏ nhưng đa số đều rất ngoan hiền. Ngay cả khi thỉnh thoảng xuất hiện những con thú như lợn rừng cũng sẽ không làm con người bị thương. Nhưng mấy năm gần đây, số lượng thú dữ trong núi bỗng tăng lên. Những con thú như gấu và sói thì thấy càng nhiều hơn. Tiêu Chính Văn vừa đi sâu vào trong núi, hơi thở mùi máu tanh ập đến. Lúc này thứ hiện ra trước mắt Tiêu Chính Văn là cảnh tượng rừng rậm nguyên sinh. Hơn nữa từ bản đồ vệ tinh trước đó có thể thấy núi Đại Lương cũng chỉ là một vùng núi nhỏ cao khoảng 300-400 mét, chiều dài không quá 2-3 cây số. Nhưng núi Đại Lương trước mặt lại khác biệt một trời một vực với trên bản đồ vệ tinh. Sau khi linh khí khôi phục, không chỉ có con người và động vật thay đổi cực nhanh, thậm chí ngay cả núi non cũng thay đổi một cách nghiêng trời lệch đất. Ngẩng đầu lên nhìn thì ngọn núi Đại Lương này cao khoảng 10.000 mét, rừng cây rậm rạp, không nhìn thấy đường giới hạn. Chương 2395. Thỉnh thoảng có tiếng thú dữ chạy ngang qua trong rừng cây. Bùm, cách đó khá xa bỗng vang lên một tiếng ánh sáng màu vàng. Sau đó là một luồng ánh sáng màu vàng chiếu thẳng lên trời. Lúc đó máy quay cách đó khá xa đang quay về hướng này. Một trận chiến kinh hoàng đã nổ ra. Một người phụ nữ trẻ tuổi mặc trang phục công sở màu đen trong số đó đang chỉ huy người quay phim điều chỉnh góc độ và khoảng cách. Cô ta là Lâm Tuyết, người dẫn chương trình của một kênh truyền thông có tiếng trong nước. Trước đây nhiều đoạn phim tài liệu về Trương Lăng Phong và Thiên Lăng Tử đều do một tay cô ta quay. Phụ trách cảnh quay lần này khiến cô ta lại được mọi người quan tâm và chú ý đến. Đưa ống kính đến gần một chút,
nhưng phải đảm bảo được độ nét. Lâm Tuyết nghiêm túc nói. Nhân viên quay phim điều chỉnh ống kính, mặc dù cách một đoạn mấy chục cây số khá lớn, nhưng ít nhất có thể nhìn rõ được bóng dáng hai người. Phóng to lên một chút, việc quay và phát sóng lần này rất quan trọng, tuyệt đối không được phép xảy ra sai sót. Lâm Tuyết lại lên tiếng. Là Tiểu Lâm đó sao? Đúng lúc này phía sau Lâm Tuyết vang lên một giọng nói già nua. Ông Lưu, Lâm Tuyết quay đầu lại thì thấy ông lão mặc đồ trắng ở đằng sau, cô ta sửng sốt, sau đó nhiệt tình bước đến đón. Người được gọi là ông Lưu chính là người tung hoành trong giới thế tục của Hoa Sơn, cũng là hội phó của Học viện Võ Thuật bấy giờ. Thêm nữa có tấm thẻ vàng của Hoa Sơn, thế nên ông Lưu cũng nổi tiếng trong thế tục. Là một người làm truyền thông đạt chuẩn, dĩ nhiên Lâm Tuyết không lạ gì với ông Lưu. Hơn nữa trước đây cô ta còn hay thực hiện 3 bộ phim tài liệu cho năm đại danh Sơn thông qua mối quan hệ của ông Lưu. Ông Lưu, ông lão như ông cũng bị quấy rầy à? Lâm Tuyết nói thế nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ gì. Nhân vật chính trong chuyện lần này có vẻ như là một đóa hoa kỳ lạ nhưng thật ra là Trương Lăng Phong và Thiên Lăng Tử. Hoa Sơn trong năm đại danh Sơn sao có thể không cử người đến được chứ? Tôi chỉ tiện đường đi ngang qua xem thử, mấy đứa trẻ này đều đã lớn hết rồi, họ mới là niềm hy vọng trong tương lai của Hoa Quốc. Ông Lưu híp mắt lại, lạnh nhạt nhìn về phía đỉnh núi. Lâm Tuyết thông minh vội gọi một trợ lý quay phim sang dặn anh ta lấy điện thoại ra quay. Cùng lúc đó cô ta bước đến gần ông Lưu nói, ông Lưu, với kinh nghiệm của ông thì hôm nay đóa hoa tử tiêu này sẽ rơi vào tay ai? Dù sao thì địa vị và thân phận của ông Lưu khá cao, có lẽ sẽ biết được ít tin tức nội bộ. Đừng nhìn cướp đoạt thiên tài bảo vật mà lầm, sự ăn ý của năm đại danh sợ có thể nói không phải là thứ người bình thường tưởng tượng được. Chương 2396. Rất có khả năng trước khi Trương Lăng Phong và Thiên Lăng Tử đánh nhau đã âm thầm sắp xếp ổn thỏa. Ôi trời, câu hỏi này của cô làm khó tôi rồi, theo lý thì nhà họ Trương đã tồn tại khá lâu, rất nhiều trận pháp bí mật của Hoa Quốc đều truyền từ nhà họ Trương. Trương Lăng Phong lại xuất thân từ nhà họ Trương, là đối tượng bồi dưỡng quan trọng từ trước đến nay của nhà họ Trương. Nhưng Thiên Lăng Tử cũng không tầm thường. Từ khi bước vào Hằng Sơn chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi mà đã đột phá đến cảnh giới thiên thần. Mặc dù hiện giờ cậu ta vẫn chỉ là thiên thần một sao, có thể so sánh với Tiêu Chính Văn năm đó, nhưng, nói đến đây, ông Lưu cố ý ngừng lại chốc lát, sau đó chắp hai tay sau lưng nói, phải biết là năm đó Tiêu Chính Văn phải mất mười mấy năm mới có đạt đến cảnh giới thiên thần một sao. Còn Lăng Thiên Tử, chỉ mất hơn 3 năm, nếu nói một cách không khoa trương thì hai người đấu với nhau. Cao thấp có thể phân biệt được ngay. Một người có tư chất cao hơn Tiêu Chính Văn có thể sẽ thua thiên tài thiếu niên của nhà họ Trương được sao? Đúng là câu hỏi khó. Ồ, vậy theo ý ông Lưu có phải là thực lực hiện giờ của Thiên Lăng Tử có thể so sánh với Tiêu Chính Văn năm đó? Lâm Tuyết cố ý đặt câu hỏi. Thật ra, hiện giờ rất nhiều cao thủ quay về đều có thái độ nghi ngờ video Tiêu Chính Văn đánh bại tất cả cường giả ngoài lãnh thổ năm đó. Một thiên thần một sao lấy đâu ra thực lực mạnh như thế, chắc chắn trong đó có bí mật gì đó khác. Ông Lưu xoay chuyển đề tài lưu loát, dẫn dắt đến cuộc chiến giữa Tiêu Chính Văn và các cường giả ngoài lãnh thổ ở ngoài Long Kinh. Nhưng lúc đó truyền thông nổi tiếng cả thế giới đều có mặt tại hiện trường, vẫn còn những đoạn video phát sóng trực tiếp hiện trường lúc đó. Lâm Tuyết nhíu mày khó hiểu nói. Tại vì cô ít hiểu biết về võ thuật, trận pháp thường vô hình. Nói cách khác cô đứng ở đây, nếu tôi ở trong vòng mấy chục cây số dùng trận pháp giúp cô cũng có thể giết được một con hổ dữ trong tích tắc. Với võ tông, đây không phải là bí mật, hơn nữa đạt đến cảnh giới thiên thần, có thể dùng rãnh trời để miêu tả về sự cách biệt giữa những tầng cảnh giới. Tiêu Chính Văn chỉ là thiên thần một sao, cậu ta lại có thể giết được nhiều cường giả cảnh giới thiên thần 3 sao như thế nào? Lượng thông tin bên trong quá nhiều. Tôi nghĩ tôi không nói mọi người cũng sẽ có câu trả lời. Ông Lưu cười nhạt nói. Ý ông là người năm đó đánh bại cường giả ngoài lãnh thổ không phải là Tiêu Chính Văn mà là một người khác à? Lâm Tuyết hỏi ngược lại. Đúng thế, ví dụ như là tôi bảo một phụ nữ yếu đuối như cô vào trong núi tìm một con hổ dữ, sau đó giết nó, cô có thể làm được không? Kết quả rất dễ thấy, đây là sự cách biệt về thực lực, không phải quyết tâm là có thể làm được. Thế nên Tiêu Chính Văn mới lựa chọn ở ẩn sau trận đấu đó,
không dám lộ mặt ra ngoài. Ông Lưu cười khẩy nói. Ông Lưu vừa thốt ra lời này, ngay cả Lâm Tuyết cũng không ngừng gật đầu. Mặc dù sau khi linh khí khôi phục, cơ thể mỗi người đều nảy sinh biến hóa rất lớn, không chỉ có sức đề kháng mạnh hơn mà sức lực cũng tăng hơn không ít. Thế nhưng đồng thời những con dã thú cũng trở nên hung hãn hơn. Bảo Lâm Tuyết đi đối phó với một con mãnh hổ rõ ràng chẳng khác gì bảo cô ta đi làm mồi cho nó. Chương 2397. Vậy trận chiến năm đó của Tiêu Chính Văn không phải cũng giống thế sao? Đối diện với mười mấy cường giả ngoài lãnh thổ, hơn nữa đều là cao thủ cao hơn anh một, hai bậc, Tiêu Chính Văn cũng giống như Lâm Tuyết bây giờ, còn mười mấy cường giả vùng ngoài lãnh thổ thì chẳng khác gì con mãnh hổ. Kết quả của cuộc đối đầu căn bản không cần phải đoán, mọi người đều đã biết rõ mồn một. Vậy nên trận chiến năm đó, nếu là Tiêu Chính Văn giao đấu thật, thì cô cho rằng có hợp lý không? Ông Lưu chắp hai tay sau lưng, cao ngạo lên tiếng. Lời này vừa mới thốt ra, mọi người xung quanh cũng đều ngơ ngác. Dù gì ông Lưu cũng là một trong số những cao thủ ở Hoa Sơn, lời ông ta nói rất đáng tin cậy. Hơn nữa, chỉ có người trong giới võ thuật thật sự mới hiểu những gì mà Tiêu Chính Văn phải đối diện năm đó rốt cuộc là thách thức lớn tới mức nào. Nói cách khác, người bình thường có thể bị che mắt, nhưng ông Lưu không thể bị trò mèo này lừa gạt. Và lại, khi võ tông ngày một phát triển, bây giờ ngày càng có nhiều người bình thường đều hiểu cách biệt giữa mỗi cảnh giới lớn đến mức nào. Chưa cần nói tới cảnh giới thiên thần, dù là cảnh giới chiến thần thì cách biệt giữa mỗi cảnh giới cũng như trời với đất. Giống như Thiên Lăng Tử, mặc dù đã đạt tới thực lực thiên thần một sao đỉnh cao. Thế nhưng chỉ cần gã vẫn chưa đột phá lên cảnh giới thiên thần hai sao thì khi đối diện với cường giả ở cảnh giới thiên thần hai sao, gã cũng chỉ như con kiến mà thôi. Sức mạnh mà hai người có thể điều động căn bản không ở cùng một trình độ, như vậy thì còn đánh thế nào được nữa? Ông Lưu, vậy chẳng phải trước kia Tiêu Chính Văn đã mượn sức mạnh của người khác và lừa gạt tất cả mọi người sao? Lâm Tuyết lại hỏi tiếp. Ừ, cuối cùng cô cũng hỏi đến vấn đề mấu chốt rồi, tôi nghĩ có lẽ mấy người đều nhớ rõ trận chiến đó, cảnh tượng dị thường xuất hiện trên bầu trời, 9 ngôi sao vô cùng chói mắt, ánh sáng thậm chí còn lấn át cả mặt trời. Đó chính là tuyệt kỹ thiên tinh cửu diệu nổi danh của Hạo Thiên sáng thế chủ trong phái Quang Minh. Mấy người phải biết rằng Hạo Thiên là cao thủ cảnh giới nhân vương, một kẻ ở cảnh giới thiên thần một sao như Tiêu Chính Văn sao có thể học được kiến thức đã bị thất truyền của ông ấy chứ. Nếu như nói năm đó Tiêu Chính Văn chỉ là một con rối, mà sau lưng cậu ta là Hạo Thiên sáng thế chủ thay cậu ta ra tay, vậy thì tất cả những chuyện này đều dễ dàng giải thích. Dù là cao thủ trở về từ vùng ngoài lãnh thổ thì căn bản cũng chẳng thể chiến thắng được Hạo Thiên ở cảnh giới nhân vương. Giữa bọn họ là cách biệt cảnh giới rất lớn, bất cứ cao thủ ở cảnh giới thiên thần nào cũng chỉ nhỏ bé như con kiến khi ở trước mặt cường giả ở cảnh giới nhân vương. Cũng chính bởi vì điểm này nên các danh sơn đều kín tiếng phê bình trận chiến ngày hôm đó của Tiêu Chính Văn. Hơn nữa, tổ chức như phái Quang Minh cũng rất thần bí, nửa chính nửa tà. Theo những gì tôi biết, rất nhiều cao thủ Hoa Quốc chúng ta đều chết trong tay Hạo Thiên. Tiêu Chính Văn cấu kết với loại người này thì có khác biệt gì so với việc bán nước cầu vinh? Vậy nên tôi vẫn luôn cho rằng Tiêu Chính Văn ở ẩn là do lo lắng hành động xấu xa của mình sẽ bị bại lộ. Ông Lưu vừa nói ra những lời này, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn ông ta. Ông ta nói không sai, nếu như là Hạo Thiên ra tay, vậy thì mười mấy cường giả vùng ngoài lãnh thổ ở cảnh giới thiên thần kia dẫu sao cũng không phải là đối thủ. Chương 2398. Thậm chí Hạo Thiên có thể giết chết tất cả mọi người chỉ trong khoảnh khắc giơ tay lên cao. Thế nhưng giữa Tiêu Chính Văn và phái Quang Minh cũng từng nảy sinh xung đột, Quang Minh Tôn chính là do Tiêu Chính Văn áp giải về Hoa Quốc, hơn nữa Vũ Thiên Tôn cũng từng phát sinh mâu thuẫn với Tiêu Chính Văn, Hạo Thiên vẫn sẽ giúp anh ta sao? Lâm Tuyết bối rối hỏi. Nghe thấy lời này, ông Lưu không khỏi phá lên cười. Tiểu Lâm à, cô không hiểu phái Quang Minh rồi, giữa bọn họ không phải quan hệ lệ thuộc. Hơn nữa đối với Hạo Thiên mà nói, thập tôn của phái Quang Minh có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Giết một Quang Minh tôn, đối với phái Quang Minh mà nói căn bản chẳng đáng là gì. Chỉ cần Tiêu Chính Văn có thể mang lại lợi ích lớn hơn thì Hạo Thiên hoàn toàn có thể tha thứ cho sai lầm quá khứ của cậu ta. Chỉ có điều rốt cuộc Tiêu Chính Văn đã đưa ra điều kiện gì mới thuyết phục được Hạo Thiên ra tay giúp cậu ta, chuyện này chỉ có đi hỏi chính Tiêu Chính Văn thôi.
Những lời này của ông Lưu có thể nói rằng có lực sát thương rất lớn. Chỉ đơn giản mấy câu nói đã hủy hoại hết tất cả công trạng của Tiêu Chính Văn, thậm chí còn bôi nhọ Tiêu Chính Văn thành kẻ bán nước cầu vinh. Thế nhưng những gì ông Lưu nói lại hợp tình hợp lý, nghĩ kỹ thì đúng là thật sự cũng có khả năng này. Nếu như sự thật đúng là như vậy, một khi truyền tin ra ngoài, có thể sẽ gây chấn động toàn thế giới. Dù gì bây giờ cả Hoa Quốc, thậm chí cả thế giới đều cho rằng ngày hôm đó Tiêu Chính Văn đã dựa vào thực lực ở cảnh giới thiên thần một sao để giết chết mười mấy cường giả ngoài lãnh thổ. Vậy nên thế giới mới khuất phục dưới chân Tiêu Chính Văn và Hoa Quốc. Nếu như chuyện này thật sự là do Hạo Thiên bao che làm thay, vậy thì Hoa Quốc và Tiêu Chính Văn có là cái thá gì? Ai còn sợ Hoa Quốc nữa đây? Ai còn coi Tiêu Chính Văn ra gì nữa đây? Bỏ đi, không bàn luận tới tên phản đồ Tiêu Chính Văn nữa, chúng ta vẫn nên xem cuộc so tài giữa hai người ngày hôm nay thôi. Ông Lưu cố ý nhấn mạnh hai chữ phản đồ, rõ ràng là đang định tội cho Tiêu Chính Văn. Lúc này, Tiêu Chính Văn cũng đã tới đỉnh núi. Hai người Trương Lăng Phong và Thiên Lăng Tử quả thực đang giao chiến, hơn nữa nhìn dáng vẻ thì tình hình của Trương Lăng Phong còn cực kỳ không lạc quan. Chỉ thấy Trương Lăng Phong lúc này đầu tóc rối tung, đạo bào trắng tinh trên người đã nhuốm toàn vết máu, hai mắt ngập tràn nỗi căm hận trợn mắt nhìn Thiên Lăng Tử. Mà Thiên Lăng Tử lúc này lại chẳng chút thương tích gì, chắp một tay sau lưng, dáng vẻ bình thản thờ ơ. Nghe đồn tam tuyệt trận của nhà họ Trương mấy người độc nhất vô nhị, hôm nay được chứng kiến, quả nhiên danh bất hư truyền, điều đáng tiếc duy nhất là trình độ của anh vẫn chưa thuần thục, uy lực của thiên tuyệt trận mãi chưa thể phát huy được ra. Nếu như cho anh thêm 10 năm, có lẽ thiên võng trận của tôi sẽ rất khó để đánh bại được anh, có điều đó là chuyện của 10 năm nữa, hôm nay, anh Trương phải nhường cho tôi bông hoa tử tiêu này thôi. Vào lúc Thiên Lăng Tử sắp sửa khom lưng ngắt bông hoa tử tiêu, trong rừng cây đột nhiên vang lên một tiếng gầm cực lớn. Gừ. Chương 2399. Chỉ thấy một con mãnh hổ lông đốm cao to hơn gấp mấy lần loài gấu ngựa đột nhiên xông ra từ trong rừng cây. Thiên Tử Lăng và Trương Lăng Phong đều ngẩn ra. Trước đó không phải cao thủ của năm đại danh sơn đã kiểm tra kỹ đỉnh núi rồi sao? Đối diện với biến cố dị thường này, cảm xúc của hai người không tránh khỏi trở nên căng thẳng. Đừng thấy bọn họ đã là cường giả ở cảnh giới thiên thần mà lầm, thực tế khi linh khí được phục hồi, có một số loài thú kỳ lạ cũng thông qua nguồn lợi đất trời này để nâng cao thực lực. Giống như con mãnh hổ ba đầu đã tiêu diệt một trung đoàn của Âu Lục khi trước, con mãnh hổ này không chỉ từng ăn một bông hoa tử tiêu, thực lực của một con mãnh hổ bất kỳ cũng không yếu hơn cảnh giới thiên vương cấp long năm sao. Bản thân mãnh hổ đã có sự nhạy bén đặc trưng của mãnh thú. Cộng thêm thực lực cường hãn của cảnh giới thiên vương cấp long năm sao, đừng nói là một trung đoàn, dù là một sư đoàn thì cũng đều phải bỏ mạng. Mà con mãnh hổ bọn họ gặp phải ngày hôm nay rõ ràng cũng thuộc vào loại dị thú đã từng ăn bảo vật của đất trời. Hơn nữa giữa hai mắt của con hổ còn lờ mờ thấy được một tia sáng trắng. Chỉ thấy hai mắt con mãnh hổ đỏ ngầu, nhìn chằm chằm bông hoa tử tiêu sắp nở, uy thế hung hãn dâng lên khắp người, mỗi một cọng lông đều dựng đứng hết cả lên. Gừ, cùng với một tiếng gầm phẫn nộ, con mãnh hổ đó lao thẳng về phía Trương Lăng Phong. Trương Lăng Phong siết chặt nắm đấm, sau đó tung một cú đấm về phía mãnh hổ. Bốp, cú đấm của hắn đập mạnh lên trên người mãnh hổ, nhưng cũng chỉ lóe lên tia lửa mà thôi. Anh Trương đừng hoảng, tôi tới giúp anh. Thiên Lăng Tử nói rồi giơ thanh kiếm dài lên, ánh kiếm dày đặc như màng lưới phủ xuống từ trên không, ánh sáng che phủ khắp trời chỉ trong nháy mắt. Mới đầu con mãnh hổ đó còn có thể chống chọi được, thế nhưng tới cuối cùng vẫn không thể tránh được sự truy sát của lưới kiếm, cơ thể chia năm xẻ bảy chỉ trong nháy mắt, máu tươi bắn tung tóe ra khắp mặt đất. Thiên Lăng Tử, cảm ơn anh đã giúp tôi giết con dã thú này, có điều rất tiếc, bông hoa tử tiêu này tôi đã quyết tâm phải có được rồi, ra tay đi. Trương Lăng Phong lại nâng kiếm bằng hai tay, lạnh lùng lên tiếng. Nhà họ Trương ở Thiên Sơn và Hằng Sơn đã bàn bạc xong xuôi từ trước. Đóa hoa tử tiêu ngày hôm nay vốn dĩ trong nội bộ đã quyết định cho Thiên Lăng Tử. Nhưng mặc dù thứ như loài hoa tử tiêu không hề khan hiếm, tuy nhiên có thể tìm thấy một bông trước khi nó nở là cực kỳ khó. Đại đa số các bông hoa khác đều bị dã thú trong núi nhanh chân đến trước khi loài người kịp phát hiện. Mà lợi ích của hoa tử tiêu đối với cường giả cảnh giới thiên thần có thể nói là không sao kể xiết.
ai có thể chiếm được bông hoa tử tiêu này thì người đó sẽ có thể thuận lợi đặt chân lên cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao. Chương 2400. Ở trước mặt sức hấp dẫn lớn tới vậy, Trương Lăng Phong cũng chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm tới thỏa thuận giữa nhà họ Trương và Hằng Sơn, hắn chỉ muốn tranh cướp bông hoa tử tiêu này về cho mình. Thiên Lăng Tử không khỏi nhíu mày, anh Trương, anh đừng nên vì con cá nhỏ mà đánh mất con cá lớn, chuyện của Tiêu Chính Văn là do nhà họ Trương mấy người dẫn dắt, nếu bông hoa tử tiêu này mà rơi vào tay anh thì những nỗ lực trước đó của chúng ta sẽ uổng công vô ích. Thật ra trước đây, năm đại danh Sơn, Hằng Sơn và cả nhà họ Trương ở Thiên Sơn luôn tâng bốc Thiên Lăng Tử là ấp ủ một âm mưu cực kỳ lớn. Thứ gọi là thiên tài có một không hai hoàn toàn là hư cấu. Thiên Lăng Tử đã gia nhập về dưới trướng Hằng Sơn từ 30 năm trước. Hơn nữa, đã nhiều năm trôi qua, Hằng Sơn vẫn luôn coi gã là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm. Sau này mới có cái gọi là kỳ tích một bước đột phá lên cảnh giới thiên thần trong vòng 4 năm. Tất cả những chuyện này đều là giả, mục đích cuối cùng vẫn là muốn lợi dụng Thiên Lăng Tử để dẫm đạp Tiêu Chính Văn dưới chân. Cộng thêm những lời ban nãy của ông Lưu đủ để khiến cái tên Tiêu Chính Văn trở thành nỗi ô nhục Hoa Quốc vĩnh viễn. Nhưng trong quá trình này cần để cho Thiên Lăng Tử có hào quang vô hạn, dùng ánh sáng của gã để áp chế những công trạng trong quá khứ của Tiêu Chính Văn, từ đó đạt được mục đích hạ thấp và xóa bỏ công trạng của Tiêu Chính Văn. Là mưu kế của nhà họ Trương thì đã sao, giờ tôi chỉ muốn có được bông hoa tử tiêu này. Ánh mắt Trương Lăng Phong đanh lại, bừng bừng sát khí nói. Lúc hai người họ đang đối diện và chuẩn bị ra tay. Một người đàn ông tóc dài cất những bước chân nhẹ nhàng, phớt lờ hai người bọn họ. Thậm chí còn nghênh ngang tiến về phía bông hoa tử tiêu ở ngay trước mặt hai người. Cả quá trình này, Tiêu Chính Văn thậm chí còn chẳng buồn nhìn bọn họ lấy một lần. Nhìn thấy ánh sáng của bông hoa tử tiêu kia càng đậm hơn, nhiều nhất chưa tới một phút nữa sẽ hoàn toàn nở rộ. Chỉ có hoa tử tiêu được ngắt vào lúc này mới đạt được công hiệu tốt nhất. Ban đầu, cả Trương Lăng Phong và Thiên Lăng Tử đều không chú ý tới Tiêu Chính Văn, dù gì trận quyết chiến giữa hai người bọn họ cũng là cuộc đối đầu giữa cường giả ở cảnh giới thiên thần, ai dám lại gần xem cơ chứ. Nhưng khi nhìn thấy một bóng người đi ngang qua ngay trước mặt hai người họ, giơ tay muốn hái bông hoa tử tiêu đó, cả gương mặt Thiên Lăng Tử trở nên méo mó vì cáu giận, lớn tiếng gầm lên, mày là ai? Đứng lại! Tiêu Chính Văn chẳng thèm để ý tới Thiên Lăng Tử, vẫn đi về phía hoa tử tiêu, còn giơ tay ra làm động tác định hái hoa. Sắc mặt Thiên Lăng Tử lập tức trở nên u ám, với thân phận và địa vị hiện giờ của gã, đừng nói là một người cùng vai vế, dù là một số tiền bối thì cũng không dám coi thường gã như vậy. Tao nhắc lại lần cuối, đứng lại, Thiên Lăng Tử hoàn toàn nổi điên, gã đã bao giờ bị người ta coi thường như vậy đâu. Tôi chỉ đến hái bông hoa này thôi. Mấy người cứ tiếp tục đi. Tiêu Chính Văn thậm chí còn chẳng buồn quay đầu lại, giơ tay hái bông hoa tử tiêu đã hoàn toàn nở rộ rồi tiện tay nhét vào trong túi. Toàn bộ quá trình, động tác đều hết sức trơn tru, không hề chậm chạp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 84.